chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2012. Và chúng ta có hai ngày tu học và hôm nay là ngày cuối. Và buổi sinh hoạt này là buổi sinh hoạt đầu tiên của ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 12. Nãy giờ Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa muốn mở đầu cho cái lễ sám hối. Và ngày hôm qua có một vị viết giấy lên và nói rằng làm tội như vậy rồi sám hối hết tội à? Thì Pháp Hòa phải có trách nhiệm giải thích cho quý vị hiểu ý nghĩa của sám hối. Cái tội mình hết là khi nào mình thật tâm mình quay trở về, mình sửa được con người mình thì tội nó mới hết. Chứ không phải là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lo kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai lầm nữa. Không phải 30 lên sám hối hết, ngày lành lên sám hối hết. Và sám hối của nhà Phật là làm sao chúng ta đưa cái ý chí của mình, quyết tâm của mình. Có đôi khi mình nghĩ mình biết tất cả, và mình nghĩ mình có đủ trí tuệ, và vì cái mình hiểu như vậy đó cho nên mình rất là chủ quan, và đôi khi mình bị hớ. Vào thời nhà Đường có một vị thầy tên là thầy Tuệ Trúc, là đệ tử của một tổ Huệ Năng, để một cao đồ của ngài, đệ tử của ngài Huệ Năng, và ngài rất là giỏi. Ngài tu được 40 năm thì danh tiếng của ngài đồn xa, và các triều đại nhà Đường, các vua Đường rất tôn kính ngài, liên tiếp các đời đều kính trọng ngài và tôn xưng ngài là quốc sư. Quốc sư có nghĩa là ông thầy của cả nước, thầy của vua, là người cố vấn cho thầy trong mọi vấn đề trị nước, cho có đạo đức. Cho nên chúng ta tôn vị sư đó là quốc sư. Thì có một hôm có một cái vị xuất gia nọ nghĩ mình thông minh trí tuệ, cho nên tìm đến quốc sư Tuệ Trung để mà thắp đố. Thì khi mà đến gặp ngài Tuệ Trung đó, thì ngài Tuệ Trung hỏi vài câu hỏi, thì Pháp Hòa lượt bỏ những câu hỏi trước, Pháp Hòa nói một câu thôi. Thì lúc đó ngài Tuệ Trung mới chỉ xuống đất, hỏi vậy chứ sư có biết đây là đâu không? Thì ông thầy ông đó mới nói đây là đất, tiếng Hán gọi là thổ. Thổ là đất á. Thì khi nói xong rồi á thì ngài quốc sư Tuệ Trung lấy cái viết, lấy cái cây gậy đang cầm, gạch một nét ở trên đất. Ở đây là chữ gì? Thì ông thầy đó ông trả lời đây là chữ nhất. Chữ nhất tức là một. Thì quốc sư mới trả lời nói là thưa không, đây không phải là chữ nhất, đây là chữ vương. Tại sao quý vị biết không? Bởi vì chữ thổ á, là nó có một nét xuống, hai nét ngang là thổ, thêm một cái gạch ở trên đầu là thành chữ vương. Vương là vua. Thì lúc đó ông thầy kia thua một keo. Tại vì trước kia là ta đã ra dấu, là ta hỏi đây là chỗ này là chỗ nào thì ông biết trả lời là thổ. Bây giờ tôi thêm một nét mà ông nói là chữ nhất là trận, chữ thổ mà thêm chữ trên đó là vương. Thì xong thì ngài Tuệ Trung mới hỏi 73 là mấy? Thì ông thầy kia nói 73 21. Ông thầy nói trận, 73 nghĩa tôi nói cái cộng chứ tôi đâu có nói nhân, 73 là 10. Thì ông thầy kia
thua hai keo, giận bỏ đi. Thì lúc đó được ông vua đường ông đứng ông thấy hai người nói chuyện vậy, thì ông nói quốc sư là của báo. Câu chuyện đó còn được ghi trong sách sử. Ở đây á, mình không có nói cái mình qua một câu chuyện thì chúng ta học cái ý thôi. Có nghĩa là có nhiều lúc chúng ta hiểu, chúng ta biết, nhưng đừng có chủ quan với cái biết của mình. Và đôi khi mình bị sao? Bị hớn. Bởi vì cái biết của mình đôi khi nó chưa có tròn. Có thể nó chỉ biết ở đâu, nó chỉ biết một góc cạnh nào của cuộc đời thôi, chứ chưa thể nào là biết trọn vẹn. Pháp Hòa nói ví dụ, cái bình hoa quý vị đang thấy trước mặt đây, có thể phía trước này nó có một hai cái hoa đó, mà phía sau này nó không có. Và quý vị khẳng định rằng bình hoa này là hoa gì đó, nó cũng chưa đúng, nhưng mà nó chỉ đúng một phần thôi, đúng với cái thấy của mình, cái nhận biết của mình, chứ chưa đúng của cái tròn vẹn. Cho nên trong kinh có kể một câu chuyện là người mù rờ voi. Ông vua dẫn một đám người mù tới rờ con voi và để giảng giải về con voi. Thì đám người mù, người nào rờ nhầm cái cột, xin lỗi, cái chân của con voi, thì nói là con voi như cây cột. Người rờ nhầm cái lỗ tai thì nói là con voi như cái quạt. Người rờ nhầm cái vòi thì nói con voi như ống nước. Nhưng mà thật sự họ không nói hết được con voi, họ chỉ nói được một phần nào của con voi. Cho nên á, chúng ta chưa có thẩm thấu được toàn cái khổ của thế gian. Vì vậy mà chúng ta là phần giác. Phần giác là khổ chỗ nào, giác chỗ đó. Giác từng phần kêu là phần giác. Còn Đức Phật, Phật thấy rõ cái nhân khổ, cái duyên của nó và cái quả của nó. Cho nên Đức Phật là toàn giác. Còn chúng ta là phần giác. Phần giác là phải biết tu đó nha. Biết tu với phần giác. Còn không biết tu là bất giác. Không biết tu là bất giác, gọi là hoàn toàn không tỉnh. Nhờ mình có tu, có học cho nên mình cũng còn giác chút chút. Cho nên gọi là phần giác. Còn đôi lúc đó, khổ một cái rầm bắt đầu mới tỉnh ra cái đó kêu hốt giác. Hốt giác tức là giác, giác trong một cái khoảnh khắc là hốt giác. Và chúng sanh mình là hốt giác, hốt mê. Khi tỉnh, khi mê. Như cơn sốt vậy đó. Lúc nóng lúc lạnh. Trời lúc có lúc dễ thương lắm. Có lúc nhìn thấy bắt ghét. Cái đó gọi là gì? Ta thường thường đời con người mình nhiều khi vậy đó. Cái người nào vậy thì thế gian ta kêu sao? Cái người đó nóng lạnh lắm. Có nghĩa là lúc nóng lúc lạnh. Mà hốt giác cũng còn đỡ. Tôi hốt giác hốt mê. Còn có khi bốc giác nữa. Thấy cái gì lạ lạ, giác kêu vác ngộ. Ngộ ngộ vác. Thấy cái gì ngộ ngộ vác. Cho nên chúng ta là những người kiến đạo, chứng và tu đạo, chứng đạo, thành đạo. Mình phải thấy, phải ngộ, phải nhập, phải tu, phải chứng. Cho nên mình ngộ nhất thời nhưng mà tu nhất kiếp. Trong một giây phút nào mình ngộ, trong một giây phút nào mình ngộ, nhưng mà cái chuyện tu hành mình phải trải dài suốt cuộc đời. Cho nên tu là không có cái khóa, không có khóa tu. Tu mà tu khóa là nghĩa là hết khóa là nghỉ tu à. Tu là cái chuyện tu cả đời, tu mãi mãi không có dừng. Nhưng mà phải nói hai chữ khóa tu để làm gì? Ngày hôm qua Pháp Hòa nói đó, để chúng ta ý thức rằng chúng ta không có đủ nhiều thời gian, cho nên không phí.
nói cái chữ khóa là để chúng ta biết rằng very limited, rất là hạn hẹp. Cho bây giờ sáng hôm nay đó, có những vị mới có giờ đến, còn ngày hôm qua không có giờ. Quý vị mới thấy nhiều khi tu có 2 ngày thôi, mà nói 2 ngày là nói nhiều đó, chứ thật sự có 1 ngày à, dồn lại 1 ngày, 1 ngày rưỡi vậy thôi à. Nội cái ăn là nội cái ăn là mất mấy tiếng thôi. Ăn cũng mất mấy tiếng rồi, nghỉ rồi giải lao rồi, thành thử ra không còn bao nhiêu khoảng thời gian đó. Vậy mà chúng ta vẫn không có thì giờ để tham dự hết. Thì bây giờ quý vị thấy phí cái gì nữa bây giờ? Mình vào trong một cái khóa mà đã nói là một khóa mà mình không có sống trọn được với từng giây phút trong cái khóa đó thì nó uổng lắm. Cho nên có những cái mà chúng ta biết, chúng ta chưa biết đủ. Mà chính không biết đủ thì chúng ta phải làm gì? Học hỏi không mỏi mệt. Cho nên ngài A Nan là một trong 10 đệ tử của Phật. Và cái hạnh tu của ngài là gì? Đa văn bậc nhất. Có nghĩa là ngài luôn luôn tìm cầu học hỏi. Cái gì không biết là ngài học hỏi. Nhưng mà học nó có 2 cách. Học bằng cái thật tâm, hay là học bằng cái sự cao ngạo của mình, muốn chỉnh, muốn gọi là cật vấn, hay là muốn gọi là thách đố trong cái sự học hỏi, thì nó không có tác dụng. Bởi vì mình không có đem cái lòng trống rỗng của mình ra để mình học thì nó không có. Cho nên có một vị đệ tử tới hỏi một người thầy, xin thầy chỉ dẫn cho con. Người thầy nói được rồi, mời rót trà uống. Và khi mà rót trà thì nước trà nó tràn ra ngoài. Người đệ tử nói thầy ơi, trà đầy rồi, thầy đừng rót nữa. Nói tâm của con bây giờ nó đầy như ly trà này, thầy có rót nhiêu nó cũng đâu vô nữa. Khi nào tâm của con nó sao? Nó empty, nó đổ ra ngoài như cái tách không nè, thì đổ mới nước vô được. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật, học thì rất nhiều, nhưng mà tâm mình phải rộng ràng. Cho nên người xưa thường nói, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Nhưng mà nếu mình tự xưng mình là có trí thì không đúng. Kinh Pháp Cú nói, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Dở mà biết mình dở thì mình học, cho nên nhờ vậy cho nên biết. Không biết mà cứ cho mình biết thì thiệt là chả biết gì. Cái chữ ngu trong sách vở đó, nó không có cái nghĩa như nặng như cái tiếng Việt Nam mình là ngu đần, ngu độn. Cái chữ ngu là gì? Không biết được trời cao đất rộng, không biết mình, không biết người, không biết được sự thật, không biết lẽ thật thì gọi là ngu chứ không có gì. Cho nên mình nói trời ơi, sao trong sách vở người xưa dùng từ nặng quá. Dạ thưa không, chữ ngu trong tiếng sách vở, trong văn chương không có nghĩa nặng. Chữ ngu nghĩa là không biết sự thật, không biết lẽ thật thì ngu thôi. Cũng giống như 2 chữ ngoại đạo mà nhà Phật dùng vậy. Thường thường chúng ta nghe đó, lạy Chúa con là người ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là anh cùng đạo với tôi thì anh là ngoại đạo. Thì nhà Phật không có dùng cái từ đó để nói như vậy. Mà cái chữ ngoại đạo của nhà Phật là gì? Khi anh sống mà anh quên mất đi cái tâm niệm của mình, cái bản tâm chân thật của mình và cái bổn phận của mình, là anh rơi rớt ngoài cái đạo. Đạo ai mà không có, ai cũng có đạo hết á. Hỏi anh đạo gì, nó tôi vô đạo. Như vậy anh không có đạo người hả? Anh không có đạo chồng, anh không có đạo vợ, anh không có đạo con, anh có đạo cha, đạo mẹ, sao có đạo chứ? Tại sao mình nói là mình vô đạo? Ít nhất cũng phải có cái đạo chứ. Tôi là đạo làm cha cho nên tôi phải đối xử với con tôi như thế này. Tôi đạo làm con cho nên tôi phải đối xử với mẹ cha tôi như thế này.
Cho nên chúng ta đều có đạo, mà người không đạo là không có đức. Cho nên thường xưa thường dùng sao? Đạo đức. Đức không có là mình không có đạo. Hễ đạo có thì đức có. Vậy đừng nói chỉ Phật đạo, nói nhân đạo thôi. Sống đối xử với ứng nhân xử thế một cách gọi là có tình, có nghĩa, có đầu, có đuôi, có trên, có trước, thì tự nhiên là người có đạo. Mà đạo như vậy thì cái đức nó sanh chứ gì đó. Chứ có nhiều người họ đâu có tu hành gì, nhưng mà cái đức họ rất lớn. Trong xã hội, trong cái thành phố đó mà nói tới tên người đó thì phần lớn đều phải kính thương. Trước khi qua đây, Phó Hòa nhận một cái email mà Phó Hòa chưa trả lời. Cái email của một em rất trẻ gửi tới cho Phó Hòa. Nói thầy ơi, con không hiểu câu này, thầy nói cho con nghe. Tại sao một đứa con nít nó sanh ra, cái câu nói là anh hỏi, tại sao một đứa con nít nó sanh ra, nó khóc ré ré mà bao nhiêu người cười? Rồi tại sao khi con người mình chết đi, mình mỉm cười mà người xung quanh khóc? Câu đó Phó Hòa sẽ trả lời với em rằng, một đứa con nít nó sanh ra, nó khóc là vì nó biểu lộ nó là một đứa trẻ khỏe mạnh. Có đúng vậy không? Con nít mà sanh ra nó khóc là mình giàu á. Sanh nhiều khi ta phải đánh cho nó khóc, tại vì khi nó khóc về đó không, thì chứng tỏ là nó là có đứa con nít biết khóc. Và khi như vậy là nó khỏe đó, thì mọi người xung quanh mừng vui chào đón nó ra đời. Cho nên người ta sao? Cười và vui. Nhưng mà khi nó lớn lên đó, bắt đầu nó phải sống như thế nào để khi nó nằm xuống nó chết thì nó mỉm cười, vì nó sống trọn vẹn với một kiếp sống. Nó ra đi trong thanh thản mà người xung quanh tiếc thương, mỉm khóc tiễn đưa nó, khóc tiễn đưa ta, còn ta là người mỉm cười ra đi, tại ta sống trọn vẹn. Cho cái câu nói đó là để nói rằng cách sống của mình, cái cách sống của mình. Ngày hôm qua mình học cái bài kinh. Cái bài kinh này là do một người trẻ tuổi, một cô thiếu nữ, một người còn rất trẻ hỏi Đức Phật, làm sao để con có thể thành tựu được sự tổng trì biện tài, làm sao con có thể thành tựu được những cái tài năng giảng giải trong đời. Đức Phật nói có 8 cách. Ngày hôm qua nói được 4 rồi. Trong đó có cái gì ai nhớ không? Tôn trọng Phật Pháp, kính thờ sư trưởng, cầu Pháp không chán, nói cho người ta nghe những gì mình học. 4 cái đó. Ở trong kinh đó có đưa ra 5 cái phước của một người thuyết pháp. Một người thuyết pháp có 5 cái công đức, 5 cái phước, cái là phước báo. Một là trường thọ, tuổi thọ. Tại sao? Tại khi chúng ta đi nói pháp đó, chúng ta khuyên người ta đừng có sát sanh, đừng có giết người hại vật, cho nên là mình được cái phước là sống thọ. Nhưng mà cái chữ thọ này đó, quý vị đừng có hiểu một cái ý là tuổi thọ theo thế gian. Được cái tuổi thọ đó, sống nhiêu kêu thọ. À, 90 là hơi nhiều. Cái chữ thọ mà chúng ta nghĩ á, chúng ta nghĩ là người nào sống dai kêu thọ. Cho nên người xưa định như thế này nè, 59 tuổi trở xuống gọi là hưởng dương. Người nào mà mất rồi mà 59 tuổi đổ xuống kêu hưởng dương, 60 tuổi mới được kêu hưởng thọ. Rồi từ 60 tuổi lên tới 70 tuổi, tới qua tới 71 ta kêu là trung thọ. Bây giờ thọ 60 là mới thọ thôi, rồi 70 kêu trung thọ, 80 kêu thượng thọ, 90 kêu đại thọ.
đó là phân định theo người xưa. Nhưng mà còn đạo lý người ta phân định đó, sống 20 tuổi thôi mà sống trọn vẹn là thọ rồi đó. Ai cũng thọ đó. Thọ là gì? Hưởng. Hưởng được bao nhiêu? Có nhiều người sống cả 90 tuổi, cả 100 tuổi ví dụ vậy mà không có thấy đạo lý, không có gì hết, thì cũng là bình thường thôi. Và cái đó cũng là thọ. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ mà một vị thầy đó mà sống cho tới 20 tuổi, 30 tuổi chết cũng là thọ. Thọ trong đâu? Không thọ ở trên thế gian theo cái tuổi thọ, nhưng mà thọ trong lòng người, không có chết trong lòng người. Nhắc tới người đó thì người ta luôn luôn kính mến, thương yêu, thì người đó đâu có bao giờ chết đâu, phải không? Người đó có tuổi thọ, tuổi thọ trong trái tim của mọi người. Cái phước thứ hai của một vị giảng sư, một vị nói pháp cho người ta nghe là gì? Đa tài. Đa là nhiều, tài là tiền của. Nhưng mà cái chữ tiền của này không nghĩa là tiền của vật chất, mà tiền của gì? Thất thánh tài. Quý vị biết thất thánh tài của nhà Phật không? Người thế gian là chuộng ha vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, kêu thất bảo. Người thế gian thích cái đó. Nhưng mà nhà Phật là thích cái khác. Thất thánh tài của nhà Phật này, 7 thứ tài sản của nhà Phật này: tính, văn, tàm, quý, huệ, tấn. Có niềm tin là có tiền. Mình có niềm tin tức là mình có tài sản của bậc thánh. Mình có sự hiểu biết là tài sản của bậc thánh. Mình biết lắng nghe người khác nói, người ta sửa sai, đó là tài sản của bậc thánh. Mình có sự hổ thẹn tự với mình, đó là tài sản của bậc thánh. Mình có sự hổ thẹn với người là tài sản của bậc thánh. Mình có sự trí tuệ là tài sản của bậc thánh. Mình có sự gì? Gọi là sự tinh tấn là tài sản của bậc thánh. Cho nên người thế gian thì chuộng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, 7 thứ bao. Mà người tu Phật thì chuộng 7 thứ: niềm tin, biết lắng nghe, trí tuệ, có tàm, có quý, có tấn, có tuệ. Người tôn thương 7 cái đó. Quý vị đọc kinh Di Đà đó, nhớ không? Ở cõi Di, cõi Phật A Di Đà, trong ao sen đó có cái gì? Có ao thất bảo đó. Ao thất bảo đó là tượng trưng cho thất thánh tài của người tu đó. Đa tài. Rồi bây giờ, nếu mà bây giờ vì sao mình đa tài? Là vì mình thường khuyên người ta bố thí. Và cái thứ ba là đoan chánh. Cái phước thứ ba của người nói pháp là đoan chánh. Đoan là sao? Đoan là ngay, chánh là thẳng. Ngay thẳng kêu đoan chánh. Cho nên có cái bài kệ lúc ngồi đó: chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa, tâm vô sở trước. Các vị đi xuất gia là phải học bài kệ đó khi ngồi. Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, tức là thân ngồi ngay thẳng cầu cho chúng sanh ngồi cội bồ đề, tâm không sao lãng. Cái thứ tư là gì? Thứ tư gọi là danh dự viễn văn. Người ta nghe tới tên mình thì người ta có cái sự khen tặng. Cái thứ năm là gì? Thông minh đạt trí. Vì mình thường trao truyền hiểu biết cho người ta. Cho nên mình là một người đệ tử Phật á, ai cũng có thể là một pháp sư hết. Quý vị đừng có nghĩ là thầy nào mà đi giảng lên pháp tòa ngồi nói mới kêu là giảng sư. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói rồi, mình có cách giảng cho người khác nghe 3 cách: bằng cách mình nói, bằng cách mình sống và bằng cách mình nghĩ. Cái cách sống, cách cư xử hàng ngày của mình
là một bài học cho người khác học. Đó, mình thuyết pháp vô ngôn. Bây giờ Phật dạy cái cách thứ năm để thành tựu, đó là bố thí pháp, hết lòng giảng dạy. Bố thí có ba cách, ba cách bố thí: bố thí tiền của, gọi là bố thí tài; bố thí sự giảng dạy cho người ta hiểu, gọi là bố thí pháp; cho người ta sự không sợ hãi, gọi là bố thí vô úy. Sợ cái gì? Thí dụ người ta, một người đang muốn đi qua bên đường, một bác lớn tuổi muốn qua đường mà sợ xe, mình tới mình nắm tay bác, mình nói bác để con dẫn bác qua, bác đừng có lo. Bác đó qua đường với mình, qua băng một con đường với mình mà không sợ xe cộ, thì mình cho bác đó sự không sợ hãi, bố thí vô úy. Đó là mình nói cái nhẹ nhỏ nghe, cái đời sống hàng ngày. Chứ còn cái con người mình rất nhiều thứ sợ lắm, nội cái sợ nghèo, sợ đau bệnh, sợ chết. Thí dụ nó nói trời ơi tôi sợ nghèo quá, nên mình không biết đủ cho nên cứ nghèo hoài. Bây giờ mình nói cho ta nghe, trời ơi bác nhà cửa vậy, con cái vậy, mỗi tháng Obama cho tiền vậy, nghèo gì nữa. Nói cho biết ta đừng có thấy ta nghèo nữa, vì con người mà sống không biết đủ là cứ nghèo hoài thôi à. Cho nên có một thiền sư nghèo mới nói: năm ngoái tôi nghèo không có đất cắm dùi, năm nay tôi nghèo không có dùi để cắm. Thường thường nó nói trời ơi tôi nghèo đến nỗi là không có miếng đất cắm cái dùi. Vậy có nghĩa là mình không có đất không? Còn ông sao ông này ông còn nghèo hơn nữa, ông nói tôi nghèo đến nỗi cái dùi cũng không có để cắm. Còn cái người mà sống mà biết đủ là giàu, mà giàu, mà giàu hạnh phúc, mà giàu cái kiểu mà giàu không có nhục nhã. Cho nên Khổng Tử dạy nè, mặc áo rách, nghe không? Gọi là nghèo. Nhưng mà biết vá cái áo rách cho đàng hoàng thì không có hèn, cho nên nghèo mà không hèn. Ta kêu nghèo hèn, nhưng mình nghèo, nhưng mình biết làm cái nghèo mình nó sạch sẽ thì đâu có hèn. Cái đó không có hèn. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy chú nhỏ nhỏ chùa: thầy không có bắt mấy đứa ăn mặc xe xua. Mình người tu là suốt cuộc đời mình chỉ bao nhiêu mảnh áo đó thôi, nhưng không được mặc đồ nhăn. Đồ nhăn là phải ủi. Mình không có bao giờ gọi là láng con, nhưng mà miễn nó đừng nhăn nhấu là được. Muốn không phải ủi thì vừa giặt xong phải lấy ra liền xếp lại để nó không nhăn. Lỡ quên trong máy nó nhăn nheo thì phải ủi, vì mình mặc một bộ đồ tu mà phải ra một bộ đồ tu, chứ không được lộn xộn. Trời ơi mấy ổng chơi banh không quý vị biết không? Chơi banh nè, rách hai cái ống gối nè, mấy ổng lật phía sau lại, lật cái hai lỗ ra sao mặc cái phía trước. Tuần lễ sau về cầm quần thấy go through, see through. Thì giờ lên lâu lâu á, sáng đi học hết rồi là Pháp Hòa phải đi xuống phòng Pháp Hòa lục từng cái tủ quần áo, đem mấy cái quần áo rách đứt nút rồi ra xếp lại. Rồi có cô Phật tử hai tuần cô ghé chùa một lần, Pháp Hòa nhờ cô đem về giá rồi mạng rồi lại cho mặt. Chứ mình không xe xua, nhưng mà phải tương tất. Cho nên nghèo mà không hèn. Người khất sĩ là đi xin ăn, nhưng mà xin ăn mà không nhục. Tại sao? Vì trên cầu, trên xin cái giáo pháp của Phật. Cho nên gọi là xin cái gì? Một, trên là mình phải xin giáo pháp của Phật để nuôi cái huệ mạng của mình. Còn xin chén cơm của đàn na tính thí là để nuôi cái thân mạng của mình. Mỗi con người chúng ta có hai cái mạng: huệ mạng và thân mạng. Lấy một chén cơm để ăn là nuôi cái thân,
nhưng hàng ngày có tu tập để nuôi cái huệ mạng. Như vậy mình sống mà không có phí uổng, vì chúng ta biết nuôi thân và nuôi tâm. Còn mà cả ngày cứ mở tủ lạnh ra, không biết ăn gì ra rồi đóng lại, rồi tối ngày cứ sáng ăn cái gì, trưa ăn cái gì, chiều ăn cái gì, thì coi như là ăn không cái hết. Không có sai, ăn không có sai, nhưng đừng có phí nhiều thời giờ cho cái ăn rồi quên cái khác. Như ngày hôm qua Pháp Hòa kể câu chuyện của ngài Huệ Việt vậy đó. Cho nên bố thí tài, bố tài thí, pháp thí, vô ý thí. Pháp Hòa cho ở chùa thì các chú không có giữ tiền, nhưng mà các chú nào mà lớn học từ lớp 8 trở lên thì lâu lâu và cho 5 đồng, 10 đồng. Thì có nhiều chú nói dạ con không cần, mình cho tiền chưa đủ, phải cho lời dạy. Quý vị biết con nói là sao? Thầy biết con không cần, nhưng con đi chơi với bạn, lâu lâu á, tan trường thì bạn con mua cho con một cây cà rem. Nhưng con không thể nào con cứ ăn của người ta mà không mua con đãi lại. Thầy cho con mấy đồng con bỏ túi, hôm nào có dịp con mua cây cà rem con đãi lại bạn con. Đó là mình cho tiền mà cho lời dạy. Dạy cái gì? Sống phải có trước có sau. Người ta đối với mình như thế nào mình phải đáp như vậy, gọi là đối đáp. Sống mà biết ơn biết nghĩa, như vậy cái sống mình lỡ mai này chia tay mỗi người một ngã thì sao, mình cũng nghĩ rằng mình biết rằng mình đối với người bạn đó đã trọn vẹn. Quý vị biết Pháp Hòa có một gần đây Pháp Hòa nhận một cái tin nhắn qua email Pháp Hòa, và cái người này á viết như thế này: thầy có phải ngày xưa thầy ở con đường đó, thầy tên đó, cha mẹ thầy tên đó không? Tôi là đứa bạn của thầy, thất lạc thầy 30 năm. Mà tôi vẫn nhớ ơn của thầy vì hồi chúng ta còn nhỏ, thầy dạy tôi tụng kinh. Hồi nhỏ đó, ở xóm Pháp Hòa chơi á, trước khi đi chơi á, là có điều kiện. Tụi bay muốn đi chơi với tao, tao có điều kiện mà tụi bay phải tụng kinh với tao trước. Có mấy đứa nó nói tao không có áo tràng. Không sao, về áo dài mà. Quý vị biết không? Áo dài hồng, áo dài trắng, áo dài satin màu trắng vậy đó ha. Mặc vô tụng với hoàng thời kinh rồi mới đi chơi. 30 năm thất lạc. Bây giờ cái cô đó sống ở Đài Loan, và tình cờ lên mạng search làm sao đó, và theo cái cách nói Pháp Hòa, những cái cách Pháp Hòa tâm sự hồi nhỏ mình, thì cô thấy giống cái đứa nhỏ mà ngày xưa mình quen biết. Và cô đã nhắn tin qua, và cô nói rằng 30 năm rồi, nhưng mà những gì thầy chỉ chúng tôi tụng kinh hồi nhỏ mà ngày nay tôi được như vậy, tôi không quên ơn thầy. Cho nên mình sống á, mình bố thí cái tài chưa đủ, bố thí pháp dù một lời dạy. Cho nên á, bố thí pháp á, không nhất thiết phải nói kinh nha, nói những lời đạo lý, cái lẽ phải trong đời gọi là bố thí pháp. Có một vị thầy đi tu mấy chục năm mà người nhà gửi thư tới nói: thầy ơi, kỳ này chúng con phải cầu thầy về quê một chuyến. Thằng nhỏ nhà mình, cháu kêu thầy bằng cậu, nó phung phí tiền của quá đi. Cái đêm đó ông về, ông ngồi trong mùng, nó cứ đứng nó canh hoài để nó hầu hạ ông, để nó lấy điểm. Mà nó không thấy ông ngủ, ông cứ ngồi hoài trong mùng à. Thành thử nó cứ đứng nó gục lên gục xuống vậy đó. Cái cuối cùng thì nó bước ra, thầy dán mùng ra thì nó chạy tới, nó mang cái đôi giày tới cho thầy xỏ chân. Trong khi nó ở dưới cái chân thầy mới vỗ vai. Thầy nói: con à,
tiền của làm khó được lắm con. Thấy không? Con xài phung phí, nó hao mà nó làm buồn gia đình. Con thấy không? Thầy ngồi trong bùn có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà con khổ lên, khổ xuống. Mà con biết con phung phí tiền, biết gia đình con khổ cỡ nào. Con không tốn đồng nào, con chỉ đứng con hầu thầy chút mà con còn khổ kiểu đó. Thì con phải biết tiền của mình làm được mà phung phí thì khổ cỡ nào. Đứa nhỏ nó nghe như vậy, nó giật mình, nó thay đổi. Ông thầy có nói gì cao siêu đâu. Nhưng mà xin thưa đại chúng là pháp đó, mà chúng ta nói đúng thời, đúng lúc, đúng việc, đúng người, và cái cách nói của mình nó mới truyền đạt cho người đó. Chỉ dẫn người ta mà chỉ cái kiểu như là làm chị hai thì sao ta nghe được. Và bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ông thầy đó, ông ỷ là ông cậu đi. Mày đó nghe không? Mày phung phí lắm nghe không? Má mày gửi thư lên tao rồi, thí dụ vậy, thì làm sao nó nghe được? Có phải không? Cho nên ở trong nhà Phật á, Đức Phật có 8 âm thanh để thuyết pháp, cho nên gọi là bát âm. Nói không hết đâu, nói cái nó dài nữa. Nhưng mà trong đó có một câu gọi là nhu nhuyến âm. Cái lời nói mình nó mềm mỏng. Nó có một âm thanh là cực hảo âm, cực kỳ trong trẻo, làm cho người nghe rõ ràng suốt biết. Cho quý vị mới thấy không, nói kinh của Phật, nói cái này nó sâu vô cái kia, nói kia nó sâu vô cái nọ. Mình bơi hoài trong biển cả Phật Pháp mà không thấy đủ, không thấy chén, thì giờ đâu nữa mà lo cái khác. Nó ổn đi. Quá chừng kinh sách, một cả một cái thư viện à. Ở đây có cái thư viện Phật giáo đó, mà chắc cũng ít ai tới lấy đâu, những bụi như nhiều. Gã gá lật con chơi, dày quá đọc xong hết. Phật mới nói trong kinh nha, Phật nói cái người mà lười biếng nó có 8 cách để từ chối. Cho nên đọc kinh Phật thì mình thương Phật lắm, Phật nói đủ thứ hết. Người mà lười biếng có 8 cách. No quá đọc không được, no quá nó buồn ngủ, đói quá sao tu, mệt quá sao tu, nóng quá sao tu, lạnh quá sao tu, ăn dở quá sao tu, ăn ngon quá khỏi tu. Thương Phật, mình thương Phật như vậy đó, mình tu mới chí thành chí thiện. Phật luôn, thái tử bỏ để rồi đi tìm ra chân lý, rồi ngài cũng ngồi, ngài cũng là chúng sanh như mình á, ngài cũng từng khổ đau trầm luân như vậy đó. Nhưng mà từ cái khổ đau trầm luân đó ngài vượt dậy. Cho nên chúng ta vẽ hình Phật để Đức Phật đứng trên bông sen, ngồi trên bông sen. Bởi vì bông sen là tượng trưng cho một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Hoa sen đó, nó có 8 cái công dụng. Đó, nói tới hoa sen nó có 8 thứ. Nhưng mà có một thứ mà mình nhớ nha, gọi là bồng thực. Hoa sen bồng thực là sao? Không bỏ cái gì hết. Lá sen gói nếp hấp, phải không? Điểm sắm á, món điểm sắm la sen. Ngó sen ăn được, củ sen ăn được, hộp sen ăn được, gương sen nấu nước uống mát, tim sen trị mất ngủ, hạt sen nấu chè. Quý vị thấy không? Mà nấu chè cao cấp kiểu Huế nha.
sen hồ tịnh tâm. Hồ tịnh tâm có một hồ sen, ở ngoài Huế có một hồ sen. Hồ sen tịnh tâm, hồ sen rất bùi. Hầm cho bùi rồi, lấy trái nhãn tươi, lấy hột ra, để hạt sen vô đó. Chè cao cấp của Huế. Cho nên sen không có bỏ. Cũng như thế, Phật Pháp mà chúng ta học được rồi, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dụng Phật Pháp bất cứ chỗ nào, nơi nào và tu trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, không có bao giờ không tu được. Cho nên gọi là tu trong mọi hoàn cảnh. Tu trong mọi hoàn cảnh. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí bụi. Ở đây nó là bố thí pháp. Có một bài kinh Đức Phật dạy, một vị Bồ Tát thì người ta đến, người ta hỏi mình cái gì mình phải vui vẻ trả lời. Mà Đức Phật dặn kỹ nha, khi nói nhớ phải mỉm cười. Đọc cái câu đó cho Pháp Hòa thấy thương Phật và thấy rất là tức ngộ ghê. Đức Phật dặn kỹ vậy đó. Người ta đến hỏi mình một cái điều gì đó thì trả lời tận tâm, và khi trả lời nhớ mỉm cười. Nghe hay quá về này. Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có tâm sự với quý vị cái tâm tư của Pháp Hòa. Là Pháp Hòa muốn là mình thật ra trong lòng là muốn ẩn tu. Nhưng mà bây giờ đó, mình ở trong cái, trong một cái hoàn cảnh là mình không thể ẩn được. Cho nên đó, bây giờ mình chuyển cái tâm của mình, thay vì ẩn phải không, bây giờ phải nổi. Nhưng mà cái nổi đây không phải là Pháp Hòa nói cái chuyện gọi là nổi danh, nổi tiếng gì đâu. Cái chữ nổi đây Pháp Hòa muốn nói là phải hiện. Ẩn thì phải hiện, có ẩn thì phải có hiện. Hiện đây là hiện cái gì? Đây là cái tâm tư của Pháp Hòa. Là Pháp Hòa chỉ mong làm sao trong khả năng của Pháp Hòa, Pháp Hòa đào tạo được vài chú trẻ để tiếp nối Phật Pháp ở nước ngoài. Đó là cái mà Pháp Hòa đang làm sao thao thức. Là bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy người trẻ không còn mấy người biết hướng đến con đường đạo đức tu niệm. Mà chính thấy cái đó mà trong lòng thật sự là nó có nhiều cái đau mà không có nói được. Có những niềm đau lòng không muốn nói. Cho bây giờ mà thấy được một người trẻ nào tu là còn mừng lắm. Mừng hơn bản thân mình tu nữa. Cho nên quý vị ráng dưỡng cái lớp trẻ. Khuyên nhắc các em thỉnh thoảng dẫn nó đi chùa, đừng có quan niệm nó con nít biết cái gì mà đi, đừng nghĩ như vậy. Nó con nít mà không dẫn nó đi để nó thành con trai khó đi. Để nó thành con gái khó đi. Mà quý thầy hay đùa, mai mốt nó thành con cọp. Quý vị biết chuyện con cọp không? Có cái chú tiểu đó sống chung với thầy lâu năm, không có xuống núi, cho nên chú biết trời trăng gì dưới phố hết. Bữa nào thầy dẫn chú xuống phố thì chú không biết gì thì chú hỏi. Thầy mới nói, ô cái này cái nhà này con, cái này cái xe này con. Tới hồi đi gặp đứa con gái thiệt đẹp, cái nó hỏi, thầy thầy cái này là cái gì vậy? Ông thầy nói con cọp đó con. Cắn chết à. Chú nghe vậy chú cũng yên lặng, chú đi về núi. Mà sau đó 3 ngày chú nằm miệt mài trong giường, hết xíu quách ăn uống. Ông thầy tới, ông thầy hỏi, con ơi con bệnh gì con nói cho thầy nghe. Chú ngồi dậy chú nói, thầy ơi con nhớ con cọp quá. Trời ơi, chú nói chú nhớ con cọp, mình cười mà ông thầy ông đau ruột.
Đó là cái tâm của Pháp Hòa. Bây giờ mấy chú nhỏ mà đi học chưa về tới chùa là tâm mình nó hồi hộp cả từng giây phút. Cũng giống như quý vị có con thôi, có phải không nè? Con mình mà đi học mà nó chưa về là mình lo. Nó xin đi mua cái dao bào tóc, cho đi một tiếng 4 giờ về, 4 giờ 15 mà không về là mình thấp thỏm. 5 giờ nó về tới nhà mình nói sao con đi đâu mà con phone về cho thầy biết một tiếng. Có gì đâu thầy lo. Trời ơi thiệt. Mình nghe câu đó thì y chang như quý vị phải không nè? Con đi đâu mà sao con không gọi về cho mẹ, má chỉ lo cho nhiều. Nhưng mà nó đâu có hiểu được cái tâm tư của người thầy, người cha, người mẹ mà lo cho con. Đi vậy thì thôi à. Mà nhiều lúc hướng tâm về lo mà rồi cũng lâu lúc cũng giật lại, nó trời lo có làm được cái gì đâu. Nhưng mà về tới nhà có vị mới nói thì thầy để cho mấy chú lo. Đúng, tự giác là một chuyện, nhưng mà đôi khi đích tay mình làm cho con mình ổ mì, mặc dù mình biết nó làm được, nhưng mà đích tay mình làm để làm gì? Để bao nhiêu tình thương mình nó nằm trong cổ bánh mì đó. Cho nên Pháp Hòa đi giảng thôi mà về tới nhà là chiều nào cũng đích thân xuống làm cho mấy chú bánh mì đi học. Còn nếu mà mấy chú làm đó là Pháp Hòa kêu vô làm chung. Để làm gì? Để thứ nhất là học hỏi cách làm. Thứ hai là gì? Để nó có cái tình thầy trò như trong một gia đình với nhau. Cha mẹ làm, con xuống phụ. Cho nên quý vị, kinh của Phật cao sâu màu nhiệm, nhưng mà không có nghĩa là nó mình mới không có được. Nó cao ở cái chỗ là bởi vì chúng ta thường quên cái đó cho nên nó cao chứ gì đâu. Nhưng mình kéo nó lại gần mình thì mình thấy kinh Phật là cái gì đó rất thật cho đời sống của mình. Có nhiều lúc mình thấy một cái người đó làm sai, mình để yên nó đi. Để rồi mình đem dẫn cái người đó tới, mình chỉ cái chỗ sai, rồi mình chỉ cái cách chỉnh. Còn mình chỉnh liền họ không thấy. Có một ví dụ, các chú mà đi học về mà chơi trong trường, rồi chơi trong cát á, rồi về con nít thì nó có thói quen là nó lột cái chiếc vớ của nó ngược lại, nó dục vô cái mây. Nhiều khi nó nội cục như này, giặt đâu có sạch, lấy ra thì cái chiếc vớ dơ nguyên sinh, Pháp Hòa không sửa, để đó. Chiều về Pháp Hòa mới nói chiếc vớ này dơ hay sạch bây giờ nó không được, tại vì nhớ là bỏ vô trong cái máy giặt mà sao giờ nó dơ, không biết dơ hay sạch. Cho nên nó nói dạ con giặt rồi. Nói con giặt rồi mà con không kéo cái vớ ra, cho nên con thấy không, uổng công con giặt hao nước hao xà bông mà nó không sạch. Đó là thầy chưa nói cát mà nó rớt ở trong cái máy giặt là nó nghẹt nữa. Cho nên đó, mình giặt thì mình phải kéo cái vớ ra giặt cho nó đàng hoàng. Thường thường la rầy cũng có, nhưng mà trước khi đi tới cái la rầy thì phải làm gì? Phải chỉ cái sai cho người đó hiểu, chứ đừng có cái gì rồi cũng tháo quát lên thì nó chưa được. Cho nên Đức Phật dạy bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô uy. Người ta đang trong cơn sợ hãi mà mình còn áp đảo người ta nữa thì tội người ta quá. Pháp Hòa nói ví dụ như người ta bưng cái ly nước cho thầy, người ta làm rớt, người ta đâu có cố tình. Trời đất ơi, nhờ chỉ có một chút, nhờ anh có một chút mà làm sao, ta đang sợ quá rồi. Không có sao, lỡ lẽ thì thôi. Đó là bố thí vô vi. Vì chúng ta biết rằng một đời ta, ba đời nó. Người Việt Nam có câu bác bể đánh con sao đành.
Mà mỗi khi mà nghe ai làm rớt cái gì bể đó, thay vì nó trời ơi sao vậy, làm ăn gì mà ấu tả vậy, thì quý vị nói một câu: Hoa khai phú quý. Đó là cách nói của người Hoa. Nghe ai làm bể cái chén, hoa khai phú quý, tức là hoa nở sự giàu sang. Cái câu đó để làm gì? Theo như người Hoa thì họ tin vậy đó, nhưng mà ý của mình nói rằng làm cho người đó bớt cái sợ rồi, bố thí vô vị. Cho nên bố thí có ba cách: bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí vô vị. Mà một vị nào mà bố thí được như vậy có phải là thành tựu cái biện tài vô ngại không? Bây giờ cái thứ sáu là chẳng rao lỗi của người. Con người ai cũng có lỗi. Người xưa có câu: nhân phi thánh phàm, thục năng vô quá. Người không phải là thánh, còn là phàm. Và nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Làm sao không có lỗi? Nhưng nếu cái người nào mình biết cái lỗi của họ, mình ôm ấp cái trong lòng những buồn phiền về họ đó, mình có quyền nói. Nhưng mà nói cách nào? Nếu mình tìm được một vị thầy hay một cái người nào đó mình tin tưởng, mình giải bày những cái buồn khổ về cái lỗi của người đó cho người đó nghe, cái đó không gọi là rao lỗi. Và cái đó gọi là mình giải bày để cầu mong cái sự soi sáng, để cho tâm mình được bình an và bớt đi những cái phiền muộn. Còn rao lỗi là như thế này: mình đi nói lỗi cho vô số người nghe, không cần biết ai là ai, với cái chủ đích là triệt hạ cái người đó, làm cho cái người đó không còn đủ cái uy tín, không còn đủ những cái sự mà gọi là bạn bè, bà con, những người thương. Với cái tâm đó thì gọi là rao lỗi. Và đôi khi á, mình chưa biết cái điều đó lẽ thật, mà mình chỉ nói tùm lum là hình thức rao lỗi. Cho nên quý vị nhớ là, thí dụ bây giờ quý vị bất đồng với một huynh đệ nào trong đạo bạn, quý vị cứ ấm ức ôm hoài. Hôm nào quý vị gặp được một người bạn nào đó hay một người thầy nào đó, quý vị nói, và quý vị nói bằng cách là: con ấm ức mà con nói cho thầy nghe để cầu cái sự soi sáng, để cho con giải tỏa trong lòng con. Thì cái đó không gọi là rao lỗi, mà cái đó là tâm sự giải bày, để cho chúng ta tháo gỡ được những cái nút mắc khổ đau trong lòng. Còn đi rao lỗi là không biết đúng biết sai, là gặp người nào cũng nói, gặp người nào cũng nói. Cái đó là rao, giống như mình đi bán vậy đó. Ai chè đậu đen đường cá không? Rao. Ở Việt Nam người ta bán gì ta rao. Thì trong kinh luật gọi là rao lỗi. Còn dù mình biết ai có lỗi, mình giải bài mình nói, thì không gọi là rao. Ở trong cái bài khấn nguyện nó có cái câu như thế này: cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Trong cái lời khấn nguyện nó có câu nào? Cái điều thứ 8: là mình, cái điều thứ 7 là mình phải kính pháp sư như hòa thượng. Cái chữ pháp sư đó không phải ông thầy pháp rồi. Ông thầy thì vẽ bùa làm chú rồi cho người ta đó, kêu thầy pháp. Nhưng mà cái đó là thầy bùa, pháp là pháp bùa. Còn thầy mà nói pháp dịch kinh cho mình gọi là pháp sư. Ở trong nhà Phật đó, mỗi một thầy có một trách nhiệm. Thí dụ bây giờ cái thầy nào mà chuyên môn đi tụng đám đám tang rồi đó, gọi là gì? Kinh sư. Thầy nào mà chuyên đi giảng diễn kêu là giảng sư. Thầy nào mà dịch kinh nói pháp cho mình nghe ở trong phòng dịch kinh là pháp sư. Thầy nào mà chuyên về giới luật là luật sư. Luật sư là thầy này nắm rất rõ những giới luật trong nhà Phật. Ai phạm lỗi gì phải tội sao sao thì vậy này biết. Luật
thầy nào mà chuyên môn đi truyền giới gọi là giới sư. Cho nên mỗi thầy có một trách nhiệm, thì chúng ta phải kính cái bậc pháp sư như kính hòa thượng. Là vì sao? Vì pháp sư là cái người nói pháp cho mình nghe, mình không hiểu cái đó ta nói cho mình hiểu thì là pháp sư. Còn thầy bùa, thầy ngải đó là không phải, đó là pháp sư của bùa ngải. Còn trong nhà Phật không có thầy bùa ngải. Thầy kia để thiên linh linh, địa linh linh, mau sơn sư phụ lập tức hiện hình. Ta linh thì ngươi không linh, ngươi linh thì ta không linh. Ngắp ngắp như lục lệnh, phun cái phèo. Pháp sư. Chữ ngắp ngắp như lục lệnh là gì? Gấp gấp, chữ cấp cấp là gấp gấp, làm y như lệnh của tôi truyền, kêu là cấp cấp như luật lệnh. Và cái thứ 8 là gì? Cái thứ 8 là chẳng thấy lỗi người và khuyên người chừa lỗi. Thấy ai có lỗi khuyên người ta, không có sỉ bả người ta, thấy không? Mà mình khuyên thôi, mình nói hồi nãy đó, con nói cái này chú thấy không được, chị nói cái này em thấy không xong, ví dụ vậy, tức là mình nói cho người ta hiểu. Thì nó tóm lại cái bài kinh này chỉ có 8 câu, 8 điều Phật dạy. Vì có một người ta hỏi Phật, làm thế nào để chúng con có thể thành tựu được cái tài ở trong đời luận giảng cho người? Thì Đức Phật nói có 8 cách. Một là phải tôn trọng Phật pháp, hai là phải kính thờ hòa thượng A Xà Lê, ba là cầu pháp không mỏi mệt, bốn là phải nói pháp cho người, năm là chẳng bỏng sẻn chánh pháp, tức là phải nói tận tâm của mình, gọi là không bỏng sẻn chánh pháp. Rồi thứ sáu là gì? Thứ sáu là không rao lỗi của người. Thứ bảy là phải kính pháp sư như hòa thượng. Thứ tám là chẳng thấy lỗi của người thì khuyên người hết lỗi, khuyên người ta chừa cái lỗi. Vì vậy mà quý vị thấy ở trong nhà Phật á, hay nói chung là không phải nhà Phật mà nói trong các chùa Á Đông á, khi người ta xây chùa, người ta xây cái nóc nó cong cong, phải không? Cái nóc cong cong của nhà chùa để tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật, mềm mại nhu nhuyễn độ người của nhà Phật. Thì qua cái bài kinh này chúng ta học 2 buổi, tức là trưa hôm qua và sáng hôm nay, thì kết thúc bài kinh này thì chúng ta hiểu được rằng Đức Phật vì thương chúng ta, chỉ cho chúng ta cái cách nào để chúng ta thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây, thì chúng ta hết giờ. Và trưa hôm nay nếu mà quý vị có đủ cái số lượng người đã xin thọ quy y, thọ giới sáng nay đó, nếu được thì trưa hôm nay lúc 2:30 chúng ta làm lễ trước khi chúng ta vào buổi pháp thoại. Đồng thời những vị nào đã quy rồi mà ít có khi nào mình tụng lại giới, nghe lại giới, thì quý vị cũng nên tham dự cái lễ này. Vì theo tinh thần của nhà Phật á, vị nào đã thọ giới rồi thì ít nhất mỗi tháng một lần quý vị phải tụng giới. Tụng giới có nghĩa là mình đọc lại cái giới, mình tự mình cũng được, nếu mình không tới chùa được á, ở nhà mình mở cái giới đó ra mình đọc lại, tức là mình phải ôn cái giới nó lại để không có quên. Mình thọ giới rồi hỏi quy chưa, nó dạ tu quy được 20 năm rồi. Hỏi năm giới là gì vậy bác? Nói hình như là bác nhớ để coi có cái gì, không uống rượu, không sát sanh gì. Cái chú đó mới nói, ủa sao con nhớ không sát sanh trước mà bác? Miệng nói đủ thôi. Mình không có review, mình không có ôn, mình không nhớ. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây và rất biết ơn đại chúng cho Pháp Hòa cơ hội được chia sẻ những gì mà Pháp Hòa hiểu biết trên con đường tu với đại chúng. Và trong khi chia sẻ thì có điều chi sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho anh Di Đà Phật. Con bác mới nói mai mốt thầy về con nhớ chết. Chết rồi còn gì nữa đâu nhớ.
có một nhà thơ, không mà không nhớ tên gì, ông có làm bốn câu như thế này: ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Câu hỏi này được đem lên cuối cùng nhưng mà yêu cầu xin trả lời đầu tiên. Trước đây con có quy y rồi nhưng chưa nghe thầy thuyết giảng về tam quy ngũ giới. Con hôm nay rất tiếc không quy y được với thầy, vậy con phải làm sao? Cái này là thầy ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua thêm cái tiết kịch tháng sau thầy về. Có nhiều vị sẽ thắc mắc là làm sao để mình có cái khả năng làm thơ. Thưa đại chúng, là mình cứ học kinh, những cái bài kinh, những bài kệ, từ từ mình sẽ trở thành một thi sĩ. Đó là sự thật. Là bởi vì những cái bài kinh của Phật á, và được diễn đạt sau này đó, văn chương rất hay. Và nếu quý vị cứ thường xuyên quý vị tụng đọc một thời gian là tự nhiên những cái chữ nó thâm nhập và mình có thể làm thơ. Và tâm hồn mình an lạc, buông xả nhiều thì tự nhiên cái lòng mình nó thảnh thơi và mình nhìn cái gì cũng có đẹp và mình có thể sống một cuộc đời đầy những cái trang thơ. Có một hôm mà Pháp Hòa viết sửa lời cái bài hát Con đường xưa ta đi, thì Pháp Hòa sửa con đường xưa ta đi, nguyện dâng hết cuộc đời hóa độ bao thế nhân. Những ngày trăng lên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Thì có những ngày mình ngồi thiền, mình nhìn trăng, và mình có, rồi có những ngày mình nhìn trăng, mình uống trà. Cho nên tự nhiên khi mình nghe cái điệu nhạc thì mình có thể đi ra những cái câu như vậy: những ngày trăng lên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Gió nhẹ trăng kinh thơ, thấm bao lòng sống mơ, hỏi còn vương vấn chi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại thành phố San Pedro, tiểu bang Florida. Và bây giờ là buổi sinh hoạt cuối cùng trong khóa tu 2 ngày. Và bây giờ là giờ vấn đáp. Ở trên này có rất nhiều câu hỏi. Và Pháp Hòa xin thưa là mình sẽ trả lời hết giờ, nhưng mà không biết là có hết được những câu hỏi không. Những câu hỏi nào còn lại thì xin hẹn quý vị vào dịp khác. Trước khi quý vị bắt đầu nghe Pháp Hòa giải thích, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe câu. Dâng dâng nghe chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiên đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Hơi thở vào lòng nghe thấm thôi, hơi thở ra những thông ngồi. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Cái đó là đi nghe chuông công phu buổi sáng. Mình đi ngồi tịnh trước khi mình thời khóa. Giờ mình đi ăn cơm, mình sắp hàng. Dần dần nghe chuông báo giờ ăn cơm, tôi bước
bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Giao thì giao sắp hàng lòng nghe đói rung, tôi mới mương một dĩa đầy dung. Kính thưa đại chúng, nhưng mà đây là câu hỏi đầu tiên Phong Hòa vừa đọc. Trước đây có quý y rồi, hôm nay rất tiếc không quý y với thầy, vậy con phải làm sao? Xin thưa đại chúng, đã quý y rồi thì không cần quý y lại. Mà đã nói là ngày xưa quý y Phật, quý Pháp, quý y Tăng, hồi nãy Pháp Hòa có giải thích, Pháp Hòa chỉ là người đại diện cho chư Tăng để làm lễ cho quý vị hiện diện. Dù quý vị đã quy y với ai, nhưng mà vị thầy đó có tu hành, mà nếu thầy đó thầy Tàu, thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái, thì thầy đó vẫn là thầy của mình. Nếu ai đã quy y mấy mươi năm mà mình chưa có dịp mình nghe lại pháp tâm quy, mình chưa có nghe lại năm giới, thì hồi nãy mình ngồi mình nghe lại thì cái pháp tam quy nó vẫn thành, dù mình không có ghi tên. Thậm chí có những người chưa phát tâm quy y trong khi người ta tuyên bố, nhưng trong khi mình ngồi ở dưới mình cũng đọc theo cái pháp tam quy mà thầy đọc lên, mình đọc theo thì pháp tam quy năm giới nó vẫn thành. Cho nên là trong hội trường đây, nếu có ai chưa quy y, chưa có phát tâm quy y mà hồi nãy nghe xong phát tâm quy y thì cái pháp tam quy nó vẫn thành, bất quá là quý vị chưa có nhận cái pháp danh thôi, nhưng mà pháp tam quy đã thành. Còn nếu mình nói thầy ơi, mà nếu mà chưa quy y thì làm sao đây, thì đó là câu trả lời. Và quý vị nên nhớ là dù Pháp Hòa không đích thân làm lễ cho quý vị, nhưng mà trên phương diện quy tăng thì Pháp Hòa cũng nằm ở trong phần tăng mà quý vị đã quy y. Cho nên don't worry, you already quy y. Kính thưa thầy, con già cả lớn tuổi, mắt kém không thể đọc. Các bài kinh nên con chỉ dành thời gian tịnh niệm A Di Đà Phật mà thôi. Như vậy có đúng cách tu không? Và như thế đạt được kết quả ra sao? Mình tu theo Phật, biết tụng kinh cũng tốt, không biết tụng kinh niệm Phật cũng tốt. Lục tổ Huệ Năng không biết chữ mà còn thành tổ. Quý vị đúng không? Lục tổ Huệ Năng không biết chữ mà còn thành tổ. Ngài Udali là người thợ hớt tóc, không biết chữ mà cũng thành tổ. Như vậy thì người đệ tử Phật chỉ cần hướng Phật và tùy theo khả năng của mình, và chúng ta tu theo khả năng mình trong cái tịnh lặng là chúng ta thành đạt. Vậy thì niệm Phật được kết quả gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Quý vị có niệm Phật thì sẽ có kết quả. Và cái kết quả ngay trong bây giờ là quý vị tĩnh lặng tâm hồn và dùng bốn chữ A-di-đà Phật, thánh hiệu của Đức A-di-đà Phật, để làm cái thềm thang tu niệm của mình. Vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên quý bác nào không biết chữ, thậm chí có những người không biết A-di-đà Phật nữa à, mà người ta đi theo những người ở trong chùa, người ta quỳ ở phía sau, thì nghe cái bài kêu khấn A-di-đà Phật, A Di Đà Phật, không vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm, cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt. Rồi bà làm câu thơ mà nó tiền vô như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt như cà phê phin. Cái người ở sau nói mô Phật, ai sao con vậy? Quý vị đừng có lo chuyện biết niệm Phật là tốt rồi,
Nhưng mà rốt cuộc rồi á, thật sự mà nói người lớn tuổi rồi, bây giờ cũng không cần ngâm cứu chi cho nhiều, cứ đừng có quên bốn chữ A Di Đà Phật là quý rồi. Khi mình già, mình lớn tuổi rồi, mình nói con lúc này hay quên, mình nếu mình nhớ là mình hay quên á, thì quên gì quên, đừng quên niệm Phật, nhiều đó được rồi, chứ đừng có lo gì nữa hết. Còn sở dĩ bây giờ Pháp Hòa cứ nói quý vị phải nghe giảng, quý vị phải đọc kinh, là nói với những người còn có khả năng đọc tụng. Vì tu thì mình có nhiều cách, vô lượng pháp môn tu, đúng không? Pháp môn vô lượng thầy nguyên học đó, cho nên đừng có lo. Con xin có câu hỏi. Thưa Thầy, con hàng ngày niệm Phật và thỉnh thoảng đi chùa tịnh độ, nhưng con muốn hỏi nếu khi con mất, nếu nhằm khi con ở nhà con của con mà nơi đó không có chùa tịnh độ mà có chùa tu nguyên theo nguyên thủy, con có rước thầy hoặc sư tu theo khất sĩ tụng kinh cho con được không? Và như vậy con có được đi theo đường tốt không? Chà, cái này khó trả lời. Cái bị cái này hiểu hiểu nó chưa có thấm. Quý vị đừng có quan niệm chùa đó là chùa tịnh độ, chùa nọ là chùa thiền, chùa kia là nguyên thủy, chùa nọ là khất sĩ. Đừng có quan niệm như vậy. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là nói, nếu mà nói theo pháp môn là những người tu niệm Phật. Còn nếu tột cùng chân lý của hai chữ tịnh độ là khi tấm lòng đã thanh tịnh là tịnh độ. Cho nên hàng ngày mình hướng về tịnh độ. Mà khi mất không phải thầy đó tới niệm Phật cho mình, thầy đó tụng kinh gì biết mà hỏi mình đi đâu. Hàng ngày tâm mình đã hướng tịnh độ rồi, thì khi mà mình có ra đi ai tụng gì thì mình cũng là tịnh độ thôi. Hàng ngày mình A Di Đà Phật, mà thậm chí lúc mất cái người kia không biết A Di Đà Phật mà lại Amen thì mình cũng đi A Di Đà Phật. Bởi vì A nào cũng A. Amen, A Di Đà Phật cũng từ chữ A mà ra. Đừng có lo. Và Đức Phật nói như thế này: một cái cây mà nó nghiêng về tay phải, khi chúng ta cưa cây thì cây nó ngã về phía phải. Cũng như thế, cái quan trọng là hàng ngày tâm tư ta hướng về đâu. Còn khi chúng ta mất chẳng qua là sự trợ duyên. Nếu chúng ta đủ cái duyên lành, cái may mắn, thì nhiều người tới trợ duyên cho ta đi theo cái con đường ta muốn. Nhưng mà nhất định lòng mình phải muốn đi đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Pháp Hòa không muốn đi đây, mà bây giờ có ngàn lá thư viết tới thì Pháp Hòa đi không được là đi không được thôi. Vì mình lòng mình muốn đi đâu. Cho nên được một vị thầy nào cũng được tới đó khai thị cho mình, để trong lúc mình đi là quý rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật tối ngày, rồi mình nghĩ là mai mốt mình chết phải có vị nào tới Nam Mô Di Đà Phật để mình đi. Còn niệm mà Nam Mô Quan Âm Bồ Tát mình không đi. Đừng nghĩ như vậy. Bây giờ thầy đó tu thiền, thầy tới thầy không niệm Phật, thầy nói với mình câu, thầy nói: này Phật tử, thân như đống chót chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi sanh chết, sống chết sự đời, tử sanh như gì như giọt sương phơi đầu cành. Phải khai thị mình bằng một cái câu đó, để cho mình bỏ cái cảnh ta bà này, dứt tâm về cái cõi lành mà mình mong muốn. Chữ tịnh độ không nhất thiết là phải cõi Phật Di Đà, trừ khi nào mình nói Tây Phương tịnh độ. Còn nguyên thủy cái chữ tịnh độ là gì? Nơi nào đất lành, đất tịnh là nơi đó là tịnh độ. Thế thì tịnh độ của Phật Di Đà, tịnh độ của Phật Dược Sư, tịnh độ của Phật A Xuất, và vô lượng vô số tịnh độ. Không đi Mỹ được, đi Canada cũng là sự tự do như thường. Quý vị thấy mà nói không? Thành thử ra đừng có lo. Bất cứ một cõi tịnh độ nào mình sanh về cũng đều tốt hết.
Nhưng mà bây giờ hàng ngày mình đã niệm Phật rồi thì cứ giữ câu niệm Phật, còn mai mốt lỡ cái duyên của mình với một vị thầy nào đó đến khai thị cho mình thì thầy đó nhất định không có bao giờ nói cái gì xấu để mình đi cõi xấu đâu, đừng có lo. Cho nên đừng có nói là con có được đi theo chỗ tốt không, lo gì đó. Một thí dụ bây giờ cái thầy đó, thầy đã tu theo Phật rồi thì nhất định thầy có tới khai thị cho mình thì cũng là khai thị những điều lành, điều tốt. Thì lo chi mình không đi cõi lành, cõi tốt. Quý vị ý và nói ha. Cho nên tâm hướng về tịnh độ, mà kinh còn nói kỳ kỳ tâm độ tịnh tức Phật độ tịnh. Bất giây phút nào tâm bình định là nơi đó là tịnh độ. Con xin thầy cho con hiểu rõ câu hỏi sau đây: Phật tại nhà và Phật tại chùa có khác nhau không? Vì con hay lễ Phật và niệm kinh tại nhà, nhưng nhiều bạn cho con biết rằng không tốt bằng ở chùa. Bạn nào vậy ta? Bạn nào kỳ vậy? Phật ở nhà khác với Phật ở chùa, tại vì Phật ở nhà smaller, nhỏ hơn. Đừng có hiểu như vậy. Phật nào cũng là Phật. Mình chưa phải là người xuất gia thì làm sao mình ở trong chùa 24/24 được. Cho nên Phật muốn biểu mình là ở nhà mình thiết lập một bàn thờ Phật, để hằng ngày mình có chỗ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hướng tâm. Cho nên tụng ở nhà cũng được, tụng ở chùa cũng được, tụng đâu cũng được, miễn tụng ngay bàn Phật, đừng có tụng trên cái phone. Cho nên đó, quý vị biết tại sao chúng ta gọi là thiện tri thức không? Thiện là gì? Thiện nghĩa là tốt, tri nghĩa là người biết mình, thức nghĩa là người hiểu mình. Người hiểu, người biết mình mà hiểu được mình, mà hướng tâm về đưa mình đi tới chỗ tốt, gọi là thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng có những người biết mình, hiểu mình nhưng mà lái mình đi sai, gọi là ác tri thức. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa có cái tánh hay nóng, cho nên cái chú đó, chú biết Pháp Hòa vậy, và chú rất là rõ cái tánh Pháp Hòa là nóng. Tri thức mà, tri là biết mình, thức là hiểu mình. Nhưng không bao mỗi lần chú gặp là chú nói những cái điều làm cho Pháp Hòa nóng lên. Như vậy thì cái chú đó không phải là thiện tri thức, mà là ác tri thức. Ở đây cũng vậy, Pháp Hòa không nói cái vị Phật tử kia là ác nha. Có lẽ không hiểu, không rành cho nên nói như vậy. Nhưng mà xin thưa như thế này, cái gì chúng ta chưa thấu thì chúng ta cần phải hỏi lại. Bởi vì người xưa có câu đa nghi đa ngộ. Chúng ta hiểu được, chúng ta thắc mắc càng lớn thì cái hiểu chúng ta càng sâu. Từ đoan ngồi yên chỗ giùm. Quý hiểu ý không? Cho nên quý vị nào hỏi này đừng có lo. Ở nhà, ở chùa thì giống nhau hết. Và cũng đừng có quan niệm rằng kinh này chỉ để dành ở trong chùa tụng, ở nhà không được tụng. Không có kinh nào như vậy hết, mà nếu có gọi là kinh dị. Phật đâu có nói kinh này cho ở nhà, kinh kia cho ở chùa đâu. Kinh nào cũng được hết, miễn đừng có kinh bài thôi. Mình hiểu như vậy đó, chứ không có tu sai. Cho nên nhiều khi Phật tử mà mình hiểu chưa có thấu, mình học chưa có tới đó, rồi mình sai là mình dẫn người sai khác đi theo mình. Mà trong chư tổ thường quở bằng cái câu là nhất manh dẫn quần manh. Nhất manh là một người mù dẫn nguyên đàn mù. Cái đó là lời tổ quở mình. Nhất manh dẫn quần manh.
Thưa Thầy, con nghe nói khi người chết khoảng 8-10 tiếng thì kiểm tra thân thể coi ấm chỗ nào để biết sanh về đâu. Ví dụ như ấm đầu sanh về trời, ấm lòng ngực sanh về làm người, vân vân. Vậy có đúng không Thầy? I don't know. Người chết sao biết ở đâu rồi. Xin thưa đại chúng, cái câu này á, là cái kinh nghiệm của người xưa chứ không phải do Phật nói. Chư tổ ngày xưa do kinh nghiệm mà quý ngài để lại cho chúng ta một bài kệ như thế này: Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cướp bản xúc. Đó là cái bài kệ để nói rằng khi một người mất, sau 8-10 tiếng mình tới mình rờ cái người đó, và nếu mình thấy cái người đó ấm cái chỗ nào thì mình có thể đoán được người đó sanh về cõi lạnh hay là cõi dữ. Đảnh thánh, đảnh là cái đỉnh, nếu cái đỉnh này mà còn ấm thì sanh về cõi thánh, rồi đảnh thánh. Nhưng nếu rờ mà con mắt người đó ấm, toàn thân lạnh, thì người đó sanh về cõi trời, chứ không là nhãn sanh thiên. Nhân tâm, tâm là lòng ngực. Nếu mình rờ cái người đó mà cái nơi ấm cái lòng ngực, thì người đó sanh về cõi người, gọi là nhân sanh. Ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Nếu mà người đó ấm nơi cái bụng là sanh về loài ngạ quỷ, đói khổ. Từ cái bụng trở xuống là xấu rồi đó. Nếu mà người đó lạnh, nóng ở cái đầu gối là người đó làm súc sanh. Còn dưới lòng bàn chân á, là địa ngục. Đó là lời của các kinh nghiệm của các tổ thôi, chứ Phật không có nói điều này. Nhưng mà lý do nào chúng ta để 8-10 tiếng? Là để chúng ta xác định cái người này đã hoàn toàn mất đi rồi, chứ chưa có, chúng ta chưa có thể dám xác định nếu mà người đã mới mất. Pháp Hòa ví dụ, khi một con người sắp mất thì các cái mạch trong người của họ đó nó chết dần dần. Có nhiều người chết từ trên đầu chết xuống, có nhiều người chết từ chân chết lên. Có nhiều khi á, mình thấy người đó không còn thở nhưng mà cái mạch tai nó vẫn còn, cho nên nhiều lúc có cơ hội người đó sống lại. Đây là Pháp Hòa nói về khoa học á. Cho nên các tổ mới nói để yên đó 8 tiếng để làm gì? Để xác định sau 8 tiếng là người này lạnh toàn thân, có nghĩa là những cái mạch ở trong cơ thể đã hoàn toàn không còn sinh hoạt, không còn hoạt động. Để xác định người đó chết mới dám thiêu hay là dám chôn. Chứ còn người ta mới vừa chết, có nhiều khi cái mạch đó nó chưa chết, nó có thể nó phục hồi trở lại mà mình luyện người ta liền thì e có dịp là gõ cửa quan tài. Quý vị hiểu ý vậy. Còn vấn đề mà khám cái thân thể của mình là một cái sự kinh nghiệm và để nói lên an lòng cho người thân vậy thôi. Chúng ta đừng có làm cái việc khi rờ vô thân cái người đó, thấy cái người đó tay chân mềm mại hay là thế này thế kia, rồi chúng ta reo mừng, chúng ta nhảy nhót, làm những cái hình ảnh như vậy nó không có thanh tịnh. Thí dụ mình tới mình khám một cái thân thể, mình thấy cái người này sau 8 tiếng mình niệm Phật tụng kinh và cái thân thể người này bây giờ vẫn mềm mại, trong lòng mỗi người tự cảm nhận niềm vui và nhất tâm hộ niệm cho người đó trong cái tĩnh lặng mới đúng. Còn chúng ta làm những cái chuyện nhảy lên, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi lạy lên lạy xuống, rồi reo mừng, rồi đưa dở mền dở mùng lên, rồi đưa để chứng minh cho mọi người thấy, những hình ảnh như vậy không có trang nghiêm. Và người ta nhìn đạo Phật mình bằng một cái hình ảnh lệch lạc. Tịnh là lắng, độ là quốc độ. Ông tịnh độ mà ông sùng thì nó phải là tịnh độ.
người mà mất trong im lặng gọi là viên tịch. Họ đi trong cái nhẹ nhàng. Chúng ta thường viết trong một cái bài thông báo: đạo hữu đã nhẹ nhàng ra đi, hay là đã thanh thản ra đi. Thì có gì đâu, mình thanh thản nhẹ nhàng. Và đối với đạo Phật, nếu mà một vị đạo tu tịnh độ tới nhuần nhuyễn rồi đó, thấy người bạn của mình đi trong nhẹ nhàng mà có những cái thoại tướng như vậy, tức là những cái tướng lành như vậy, càng phải giữ trang nghiêm thanh tịnh hơn nữa. Chứ không thể nào dở mền dở mùng ra rồi vô tay vô chân coi nè thấy chưa, mình rúi mình quạt nè rồi la lên rồi A Di Đà Phật, coi nó không được. Cho nên á, mình tu đúng, mình hành đúng á, thì tự nhiên ta thấy mình có cái hình ảnh đẹp tây thầy. Và xin thưa như thế này, cái chuyện mình tu hành, mình tu đúng thì cái quả nó đúng, mình tu sai thì quả trật, thế thôi. Cho nên đối với các vị tu theo Phật giáo đó, quý vị thấy không, đâu có chuyện đi tìm tái sanh, không có tìm gì hết trơn á. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đến đây là hành Phật sự không giờ phút chán. Tám pháp môn tu tám vạn điều thông, chỗ nào cần chúng ta đến, chỗ nào cần chúng ta đi, có gì đâu mà khoe. Có một người đệ tử làm việc trong chùa cứ khoe tối ngày. Thì một hôm nọ người thầy mới đưa cho người đệ tử một cái chậu dạ lý hương, nếu con đem về đi, cái chậu hoa này tối nay sẽ nở. Người đệ tử thức nguyên đêm nhìn cái chậu hoa quỳnh đó. Thì hoa quỳnh là đúng 12 giờ nó nở, đúng không? Xong rồi qua cái giờ cái đó làm sao? Xếp lại. Sáng hôm sau người đệ tử chạy tới, người thầy hỏi: con, hoa nó nở chưa? Nói: trời ơi, đêm hôm con thức nguyên đêm con coi nó, từ lúc nó nở cho đến lúc nó héo luôn, đẹp quá chừng. Người thầy mới hỏi: vậy chứ lúc nó nở ra nó có la làng lên nó nở không con? Lúc nó khép lại nó có la làng lên nó khép không con? Thì người đệ tử giật mình. Ông thầy dạy cho mình một bài học: hoa nó nở mà nó cũng không la làng là nó nở, hoa nó tàn nó cũng không có la làng nó tàn, thế sao con la làng là hoa nở? Hoa chính nó nở mà nó còn không la, con chỉ ngó nó nở thôi mà con ôm sùm. Quý vị học được bài học đó không? Nghe câu chuyện đó không? Tất cả những câu chuyện đó nó là cái kim chỉ nam cho mỗi người tu học của ta. Ăn chay thì cứ ăn chay, không cần phổ biến hôm nay cứ ăn chay, chỉ ăn mặn chỉ ngồi xích xích để nước mắm cứ văng, bình thường uống cả chén vậy đó. Hồi bữa nay ăn chay chút mà sợ giọt nước mắm nó văng, mấy cái đó nó khổ lắm, nó khổ mình và khổ người. Mà liếc ta nhìn ta nói: thôi tôi nghe bà đó tu cái tôi giận ốc. Quý vị thấy, tại mình làm đúng cho người ta có vô số những cái lời người ta chỉ trích mình. Mỗi ngày con niệm Phật đọc kinh, nhưng con đọc rất nhiều thần chú Đại Bi, chú Bát Nhã, Tiêu Tai, Cát Tường, Giảng Sanh, Phật Mẫu, Chuẩn Đề, nhiều chú lắm .. thím. Chú phải thím chứ. Tụng chú không có tụng thím. Như vậy có đúng không xin thầy chị? Lâu lâu mà đùa cho quý vị tỉnh ngủ ha. Xin thưa đại chúng, như thế này, mình tụng kinh rất là tốt, quý vị tụng thần chú, tụng kinh niệm Phật, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á, tụng nhiều thì tốt, nhưng tránh cái quan niệm như thế này: tụng cái bài chú này không tụng bài chú kia sợ nó không đủ. Có nhiều Phật tử nói một đêm á, con niệm á ba sâu Phật Thích Ca, ba sâu Phật Di Đà, nhưng mà tại vì Phật cho nên con niệm ba sâu, Bồ Tát con niệm hai sâu thôi.
Quan Âm Bồ Tát niệm hai sâu, nhưng mà con cũng mệt mà con sợ thế chí buồn, con nên con ráng niệm thêm sâu nữa. Con kể cho bạn con nghe cái bà niệm Quan Âm thế chí bà ổng niệm Địa Tạng, ông Địa Tạng ổng buồn, con cũng ráng niệm thêm sâu. Trời ơi, ta nói ngồi niệm ráng không à, chứ không có niệm thiệt, niệm ráng mà. Ráng niệm sợ ba ông kia buồn. Không có ông Phật, ông Bồ Tát nào mà quẩn đâu. Quý vị hiểu chứ quẩn không? Không có ai mà quẩn để coi coi bà Diệu Thức này bà niệm mấy sâu, bà Diệu Hoa bà niệm mấy chuỗi. Phật nào mà quẩn để coi mình niệm. Mà cho dù mình niệm chỉ một danh hiệu Phật Di Đà mà không niệm những danh hiệu khác, cũng không Phật Bồ Tát nào buồn mình đâu. Vì một câu mà chúng ta niệm cho nhuần nhuyễn, niệm cho chí thành, chí thiết, niệm cho miên mật, thì một câu nó vẫn đầy đủ như thường. Quý vị hiểu đó là nói vậy đó. Chứ không phải mình niệm Phật này, niệm Phật kia, ở đây cũng vậy. Niệm thì cứ tốt, nhưng đừng có khởi cái niệm. Đừng có khởi cái niệm là phải niệm đủ thì mới được, mới được gia hộ. Cũng giống như có nhiều vị nói con tụng tiêu tai các tường thần chú, có nghĩa là tụng chú tiêu tai giải nạn. Mà con niệm vậy cái con sợ cửu quyền thất tổ con không siêu, cho con ráng niệm ba chú giảng sanh cho cửu quyền thất tổ hưởng. Thì thật sự ra mình nghĩ như vậy thì cũng có gì tội, nhưng mà thật sự thì không cần thiết. Còn nếu quý vị cảm nhận là mình rất là thích những cái bài thần chú, và khi chúng ta tụng tâm chúng ta được an định, thì quý vị cứ tụng. Một câu niệm Phật ngang bằng với một người không nói tốt nói xấu ai. Một người không niệm Phật nhưng mà tránh không nói tốt xấu ai thì cũng ngang bằng với người niệm Phật. Cũng như thế, mình có niệm bao nhiêu câu thần chú cũng quý hết, bởi vì trong khi chúng ta niệm như vậy an định được cái tâm mình. Nhưng mà đừng có khởi cái lòng là niệm dày này rồi không niệm bài kia sợ nó thiếu. Tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Quý vị biết cái bài kệ đó của một vị tổ Việt Nam: Phật pháp bao gồm 80,000, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Chữ Như là gì? Như thị, như thị. Cứ như vậy mà làm, và như như bất động. Đang niệm Phật vậy đó, ta nói niệm Phật không có linh, trì chú linh chứ bỏ trì chú. Cho nên là rốt cuộc cả ngày, cả đời này cứ lát chú, lát Phật, lát chú, lát Phật, cái nào cũng được hết. Nhưng mà cứ nắm cái đó cho nó vững. Kính lại thầy, nếu quy y thầy qua điện thoại có được không? Cái này là long distance lớn. Cũng được, không sao. Nhưng mà có mặt đây không quy y qua điện thoại chỉ có tốn tiền nữa. Bữa nay free nè. Dạ được. Kính thưa thầy, tục ngữ có câu 100 chữ nhẫn, 1,000 chữ nhịn, thừa thắng được an lạc, phải không thầy? Con xin thầy hãy nhấn mạnh nhẫn nhịn là an lạc. Nhấn mạnh gì nữa, viết rõ rõ gì. Quý vị nhớ hai câu này: nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, một lần lùi biển rộng trời cao. Nhẫn được cái, nhận được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Cha con nhẫn nhịn nhau, gia đình bớt cãi vã. Cho nên người xưa thường nói: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Thân nhịn, khẩu nhịn, ý nhịn, cho nên nói ba chữ nhẫn. Chứ không phải cái vị tổ này ông Cà Lâm. Ông ấy nhẫn 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 nhẫn.
thân mình nhận, miệng mình nhận, ý mình nhận. Để dựng đây kể chuyện cà lâm. Có cái ông đó, ông đi vô ông mua một cái món đồ ăn, rồi ông biểu bán cho tôi một cái dơ vậy. Cho nên cái ông kia đó, ông lấy cái dao nghe một cái phục một cái, cái một nữa cái ông phục một cái ba bốn lần, một cái mới một phần nữa, cứ một nhẫn là thân mình nhẫn, miệng mình nhẫn, ý mình nhẫn. Cho nên trái chủ là nợ cũ, oan gia từ đây nó tận, trái chủ oan gia tùng thử tận. Có nhiều khi mình nhịn được cái miệng mà không nhịn được cái kiểu cách. Có nhiều khi mình nhịn mình không nói mà ra giấu. Cái đó là thân không nhẫn, tức là miệng mình nhịn lắm lắm. Chơi có nhiều khi mình á, mình nhiều khi á, có cái nhiều người đang bận niệm Phật nha, lần chủ niệm cái đứa cháu mình á, nó làm gì đó cầm cái sâu chửi mình ý mới thấy ta bận niệm Phật tiêu mày đó. Cái này món quà nhỏ đó quý vị, hồi nhỏ nó đang tụng kinh là mấy đứa hàng xóm nó vô nó chọc, trời ơi mình tức, Việt Nam mà tức quá kêu tức cành không á. Cái mình nói tụng kinh xong mà chết với tao. Cho nên là nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận. Rồi kêu thứ gì, nhiêu thiên tai vạn sự nhất thời tiêu. Bỏ qua, muôn ngàn tai nạn sẽ cùng một lúc nó tiêu. Hư, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hư là gì? Thôi. Cho nên người nào nghĩ việc không làm nữa kêu về hư. Thôi việc, không làm nữa là kêu hư. Hư là không làm nữa. Hư. Vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Cái chỗ tận cùng của thần tiên đó, nó từ cái chỗ này, từ cái chỗ chúng ta biết bỏ, biết thôi. Cho nên có người mới nói, chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn nước sang, bằng con đỏ thầy nguyện ra chịu thế. Not me. Câu này của Hòa Thượng đó biết, không phải chỉ đọc cho quý vị nghe. Hồi sáng con nghe thầy giảng, thầy luôn dạy các em bé phải biết ơn, phải trả ơn khi người ta cho một cây kem. Ngày mai mình phải mua trả lại cho người đã mua cho mình. Nếu như mình không mua trả lại cho người ta mà cứ thọ nhận như vậy mỗi ngày, vậy khi chết kiếp sau đầu thai trở lại, mình có bị mắc nợ người đó không? Đó tôi nói gậy ông đập lưng ông. Xin thưa như thế này, cái tâm niệm biết ơn đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Còn những người mà người ta làm ơn cho mình á, thì tự tâm niệm người ta biết rằng người ta phải hành cái hạnh là thi ơn không cầu báo. Người hành ơn, người thi ơn thì không cần báo đáp. Nhưng bổn phận chúng ta sống thì chúng ta biết ơn. Nhưng mà lỡ không có cơ hội để đền cái ơn đó theo cái lối sống thế nhân thì cũng không nợ nần gì hết. Bởi vì khi người ta cho mình, người ta không bao giờ người ta nghĩ là mình phải làm cái gì cho người ta. Vì người ta không nghĩ cho nên vô ký. Vô ký nghĩa là không có nhận gì hết. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên đừng có lo chuyện này.
chẳng qua là chúng ta sống là một con người theo tinh thần đạo đức gọi là nhân thường, thì Đức Phật dạy chúng ta biết ơn, đền ơn. Nhưng ở một mặt khác, Đức Phật dạy lại, nếu chúng ta là người tri ân thì đừng cầu báo đáp. Đức Phật dạy trong 10 điều tâm niệm: thi ơn không cần báo đáp, vì cần báo đáp là thi ơn có mưu đồ. Còn 10 điều đầm lòng chúng ta phải nhớ: coi thi ơn như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Có nhớ không? Lấy ma quân làm bạn đạo, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ bội bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ. 10 điều tâm niệm trong luận bảo luân tâm muội. Cho nên đừng có lo chuyện này, là mình sống mình nhớ ơn, đó là bổn phận của mình. Nhưng người làm ơn cho mình không bao giờ cầu đáp. Vì vậy cho nên chính bản thân chúng ta cũng tu hai thứ: nếu có cơ hội làm gì cho ai cũng làm bằng cái hạnh thi ân không cầu đáp, còn đối với người thì chúng ta cố gắng thực hiện đền ơn trong khả năng của mình. Nếu không có cơ hội thì người đó cũng có tính toán gì mình, một cây kem, một miếng kẹo, trừ khi nào người đó làm cái gì cho mình rất lớn thì người ta mới tính thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hiện con chưa ăn chay trường được, trong tương lai sẽ làm được. Nhưng hiện tại mỗi lần ăn cơm thì con đều cầu nguyện và làm những việc thiện và đọc kinh chiều để hồi hướng cho các chúng sanh đã hy sinh tánh mạng để con ăn thịt chúng được về Tây Phương Cực Lạc, để phát tâm Bồ Đề rộng lớn để hộ trì tam bảo sau này. Bạch thầy, những lời cầu nguyện của con như vậy có hiệu nghiệm gì không? Xin thầy vui lòng chỉ dạy. Nếu muốn biết có hiệu nghiệm hay không thì hãy hỏi những con vật đó. Tại vì nó mới biết có hưởng, không quà có hưởng đâu. Xin thưa đại chúng, đây là một cái tâm niệm lành. Nhưng mà như thế này, Đức Phật dạy chúng ta là một người cư sĩ Phật tử còn tại gia, thì cái vấn đề Đức Phật khuyên là Đức Phật khuyên ăn chay được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nhưng mà thực tế của sự tu hành thì không phải do ăn mà đạt. Cái vấn đề ăn chay ăn mặn nó rất nhỏ, rất nhỏ trong việc tu hành. Tu hành không đặt chuyện ăn uống chay hay mặn. Mình nói ví dụ các sư tu bên Thái Lan, ta có ăn chay ngày nào đâu. Các thầy tu bên Lào, bên Miên, bên Thái, bên Miến Điện, bên Tích Lan, bên Ấn Độ, các nước nguyên thủy Phật giáo không có một ngày chay. Nhưng người ta vẫn tu. Cái vấn đề ăn chay là chúng ta sau này Phật tịch diệt mấy trăm năm, cả ngàn năm bắt đầu ăn chay mới được đề xuất. Nhưng mà chẳng qua bây giờ mình được quyền đi chợ chọn món ăn cho mình thì thôi, mình chọn món ăn nào hiền lành. Nhưng Phật cũng không bắt chúng ta phải ăn chay trường. Còn nếu hàng ngày mình ăn thịt chúng sanh mà mình vẫn khởi lòng thương nghĩ tới chúng, điều đó là tâm niệm tốt. Thấy không? Thật sự quý vị ăn như vậy mà quý vị còn khởi tâm gì hổ thẹn, biết là mình chưa thể chay trường được. I am sorry, I have to eat you. Và mình cũng nhìn đó, mình nói thôi, mong đi cầu cho con vãng sanh, đã đi cầu cho con siêu tịnh độ. Nó cũng nói ok. Tại vì sao? Mình ăn mà mình còn nhớ thương tới nó. Không, còn đỡ hơn này, xé nó cái ăn thì ngon lắm. Cho nên ăn mặn kêu ngon dữ dội, còn ăn chay kêu ngon lành. Ăn chay mà ngon kêu ăn ngon lành. Ăn mặn mà ta ngon quá thì kêu ăn đi, ăn ngon dữ lắm đó. Ngon là phải dữ.
Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi thắc mắc từ xưa nay. Hôm nay con có duyên được gặp Thầy, kính xin Thầy giải đáp thắc mắc dùm cho con. Tánh của con xưa nay thường hay đi chùa tụng kinh, con hay làm phước và hay cúng dường. Con hay giúp đỡ người nghèo hay bệnh tật. Pháp Hòa cũng nghèo và bệnh tật đây. Nhưng mẹ của con không tin tưởng Phật Pháp, không giúp đỡ bất cứ người nào. Mỗi lần con ăn chay hay đi chùa thì mẹ của con la chửi. Nếu con làm phước hay giúp đỡ người nghèo thì mẹ của con ganh tị. Xin Thầy cho con biết con phải làm thế nào để chuyển hóa mẹ con. Chắc mai mốt con phải làm mẹ trở lại. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta gặp nhau đều là duyên. Nhưng mà thiện hay ác thì chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đang hưởng và đang giao tiếp mỗi ngày. Mẹ con cũng là duyên, nhưng mà đôi khi chỉ là những người gây khổ cho nhau, chứ không có phải là thương mến, gọi là tình mẫu tử như người ta thường nói. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta cũng không phải là chúng ta dễ dàng, vì chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Nếu không phải từ cha mẹ ruột thì có thể từ chồng hoặc con, hoặc có thể từ anh em bầu bạn, vân vân. Vì chúng quý vị biết rằng khi mình gặp như vậy thì đó là cái chướng nạn, chướng ngại của mình. Hay nói một cách khác, đó là chướng duyên. Cái duyên nó sanh, nó cản trở mình phát cái tâm thánh thiện. Thôi bây giờ đó, quý vị có làm cái gì biết mẹ mình chưa có khởi tâm mà thường hay nói những lời không tốt, thì có làm cái gì đừng để cho mẹ thấy hay mẹ nghe, để mẹ nói những cái lời không hay thì mẹ sanh cái lỗi của cái miệng. Mình chưa có giúp được mẹ khởi cái tâm thì cũng đừng làm cho mẹ thêm cái lỗi ở cái miệng. Cho nên mình có làm gì thì mình làm trong cái sự im lặng của mình. Mình tránh đi, đừng để cho cha mẹ biết mình làm cái điều đó. Thật ra làm phước là một điều tốt. Tại sao? Chỉ sợ chúng ta muốn làm phước mà không được cơ hội. Pháp Hòa nói ví dụ, ở đây mình có thể mua một bao gạo rất ngon, không đến nỗi mắc. Và nhiều khi gạo mình dư mình không biết để đâu, nhưng ở xứ này không ai cần gạo để mình cho. Cho nên nhiều lúc dư gạo muốn cho mà không biết chỗ nào để cho. Những người homeless của xứ Mỹ họ chỉ xin tiền thôi à, họ không xin gạo. Mà trong khi đó mình rất nhiều gạo muốn cho mà không được. Trong khi đó Việt Nam nó lấy gạo mà nấu cơm phát từ thiện, một ngày 500-700 bữa cho mỗi người cũng có. Cho nên cái việc mà làm phước không phải dễ đâu. Chứ mình có duyên lành mới được làm việc phước. Cho nên nếu mà làm được việc phước thì không luận là nhiều hay ít, cái quan trọng là tâm mình có phát không thôi. Bây giờ quý vị nghe, thí dụ bây giờ mình cầm cái cuốn sổ mình đi xin vận động cúng dường cái gì đó, người kia có nói tôi có 5 đồng phải hoan hỷ với 5 đồng. Người kia nói tôi có 1 đồng cũng phải hoan hỷ, đừng có nói sao có 1 đồng vậy. Đã xin người ta mà ta phát có bao nhiêu mình nói vậy, cái ta không phát nữa. Cho nên Bồ Tát phải cẩn thận. Khuyến người ta phát tâm, mà người ta phát tâm là quý, sợ những người 1 sen cũng không phát kìa. Cho nên người ta đã phát tâm rồi thì đừng có bao giờ lo người ta phát bao nhiêu. Người ta đã phát được 1 đồng thì từ từ nó sẽ có 2 đồng. Phải gõ cửa trái tim trước, trước khi chúng ta gõ cửa nhà băng. Kính thưa Thầy, hằng ngày mỗi buổi sáng con thường đọc chú Đại Bi đã cầu xin sám hối và xin được tiếp dẫn về cõi tịnh độ khi mạng chung. Con đã lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Con rất buồn vì chưa hoàn tất bổn phận của một người vợ đối với chồng và một người dâu đối với gia đình chồng. Con cũng trì chú để xin con
tuy biết rằng vợ chồng con cái chỉ là duyên nợ mà thôi, vừa muốn được vãng sanh lúc mạng chung, vừa lại muốn có con, tạo thêm một chuỗi nhân quả mới, vậy quá ư mâu thuẫn phải không thầy? Con thật sự quá bối rối. Vị đạo hữu này bối rối mà giờ hỏi thầy, thầy còn bối rối hơn. Kính thưa đại chúng, mình muốn vãng sanh, đó là sự tu niệm của mình trong tương lai. Còn đối với cái tâm trời sống hiện tại này, mình phải tròn cái bổn phận. Và bổn phận của một người dâu, một người vợ không chỉ có cái chuyện sanh con. Nếu sanh được cho một đứa con mà bỏ bê, không chăm sóc thì cũng là thiếu nữa. Cho nên nếu mình không đủ duyên có con để làm bổn phận của một người dâu là sanh con cho gia đình chồng, thì mình làm bổn phận khác, chăm sóc cha mẹ chồng, lo cho chồng. Như vậy thì chúng ta là một người vợ không phải chỉ có một chức là sanh con, mà còn nhiều việc để chúng ta làm. Mà biết đâu chừng bây giờ mình không có con thì không có nợ, thì mình cũng rảnh rang làm được nhiều việc khác. Thí dụ bây giờ không có con mà rảnh rang tu hành, niệm Phật, chăm sóc cha mẹ chồng, hiện đời này thì làm tròn bổn phận, rồi có thì giờ tu để chuẩn bị hành trang cho mai sau. Như vậy không phải là rảnh rang sao? Như vậy thì bổn phận của mình đâu phải chỉ là một chức đó. Thiên chức của người vợ không phải chỉ là sanh con, mà nếu sanh ra mà không chăm sóc, bỏ bê, dạy dỗ không được thì càng khổ nữa. Cho nên đừng lo cái chuyện đó. Có được cũng tốt, không có được nó cũng có cái tốt của cái không có. Mình sống trong đời, Pháp Hòa nói ví dụ một thầy tu đi tu rồi, đối với gia đình là coi như thiếu sót. Cho nên Tổ Quy Sơn ngày mới nói một câu như thế này: người mà đi tu đó, đây là cái lỗi nha, trách đây: phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Đối với cha mẹ thì không cung phụng ngọt ngon gọi là bất cung cam chỉ. Đối với lục thân quyến thuộc thì cũng xa lìa là lục thân cố dĩ khí ly. Đối với đất nước thì không có giúp cho đất nước gọi là bất năng an quốc trị bang. Còn đối với gia đình thì không phải là người thờ tự ông bà tổ tiên, ngày quở cái người xuất gia như thế. Tuy nhiên, ngày dạy lại: thế pháp bẩm sư, cạo đầu theo thầy, nội cần khắc niệm chi công. Ở bên trong thì phải khắc niệm, phải ghi nhớ, tu niệm, phải khắc phục những khó khăn, là nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoàng bất tranh chi đức, đối với bên ngoài thì phải hoàn truyền cái đức, không tranh đua. Như vậy mới không lỗi với gia đình. Mình không nói dỗi cho gia đình, nhưng mình nói dỗi chư Phật. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa mà ở nhà, Pháp Hòa có gia đình thì chắc là không có gặp quý vị ở đây. Bây giờ là chắc cũng là gì đó, đứa dịnh dáng, đứa dịnh tường, đứa biết trường, đứa biết lập. Vâng rồi. Nhưng mà mình giờ mình đi tu thì mình rảnh rang, rỗng rang thì mình mới làm được cái việc gọi là gì? Đi gọi là đi thăm, đi nói chuyện với khách nơi, thí dụ vậy. Cho nên mỗi người chúng ta có cái bổn phận, nhưng chúng ta không làm bổn phận này thì chúng ta có bổn phận khác để làm. Đừng có buồn rầu sầu khổ mình không có được đứa con nào cho chồng. Nếu hai vợ chồng mà hiểu nhau, cảm thông nhau, cái chuyện này là chuyện mình không phải mình muốn, nhưng mà mình không có cái duyên đó, thì thôi vợ chồng đương với nhau mà làm việc khác. Có nhiều khi hai vợ chồng hiểu đạo mà không có con thì cùng làm Phật sự với nhau, cùng kết bồ đề quyến thuộc cùng nhau.
biết đâu chừng đời trước cũng nguyện rồi, thấy không? Tình đầu là tình cuối, cho nên gặp nhau kỳ này nữa thôi nghe. Kiếp sau gặp nhau ở cõi lạc quan, thấy không? Để làm những pháp lữ đồng hành. Hồi nãy mình nghe đọc không? Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giải thoát. Xin bỏ cõi lãng quên, xin từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ. Cho nên nhiều khi vợ chồng đời này gặp nhau rồi đó, thương nhau dai dứt đó, mà hiểu đạo rồi cũng nên phát cái nguyện nha. Thôi bây giờ tôi với ông đời này gặp nhau, thương nhau từ thuở mình còn trẻ, sống nhau cho tới bây giờ, thôi bây giờ mình nguyện kết bồ đề quyến thuộc. Kết bồ đề quyến thuộc, đời này mình tu, đời sau mình tu nữa. Cho nên lúc Gia Du Đà La trách Thái tử Sĩ Đạt Ta: chàng đi tu sao sớm thế, vội bỏ thiếp một chốn một mình ở phòng thế. Thì Đức Phật nhắc Gia Du Đà La: nàng không có nhớ là vô lượng kiếp nàng nguyện làm vợ ta và ủng hộ ta trên con đường tu sao? Và Gia Du Đà La nhớ lại. Quý vị dở kinh ra, còn chép câu kiệt nữa. Cho nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta kêu Sa Nạc giữa đêm đi, Sa Nạc đang ngủ mà, dụi mắt, trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Sa Nạc hỏi Thái tử Sĩ Đạt Ta vậy đó. Thái tử mới nói: chính vì người thức, chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo vàng. Phải ngủ mình phải thức. Cho nên đạo hữu Phật tử đừng lo ha, chứ mình làm bổn phận của mình mà rất nhiều bổn phận để làm. Hàng ngày mỗi khi con nấu ăn cho gia đình, con thường niệm chú vãng sanh từ 10 đến 21 biến và danh hiệu các vị Phật Bồ Tát như là Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng. Con cầu xin chư Phật phóng độ hào quang tiếp dẫn vong linh của họ, tức là những chúng sanh mình đang nấu đó, những chúng sanh mà con phải sử dụng nhục thể của họ để nuôi cái thân ô uế của con về thế giới cực lạc của Phật Di Đà và hồi hướng công đức về Tây Phương Tịnh Độ. Thưa Thầy, con biết, con không biết việc làm của con có tác dụng gì không? The same with the order. Câu này giống câu nãy đó. Làm sao khuyên con cháu không chửi thề nói tục? Có một điều thôi là mình không hiểu nó nói gì. Tại vì nó chửi bằng tiếng Anh không cần nó kỹ gì. Kính thưa đại chúng, người đạo giáo có câu: nhân chi sơ tánh bản thiện. Con người khi mới sanh tánh tình vốn đã lành. Còn đạo Phật chúng ta thì nói mỗi người có Phật tánh. Nhưng sở dĩ chúng ta không sống được với cái tánh thanh tịnh đó là bởi vì chúng ta bị nhiễm ô, do chúng ta gần gũi. Mình gần đâu nó lây đó. Pháp Hòa có một vị Phật tử đi làm cái nghề thông dịch. Thì vị Phật tử này thường đến thông dịch cho người ta. Thì một hôm cô phải thông dịch cho một cái người này suốt một tháng. Mà cái người này á, thì có một cái tật là chửi thề. Mỗi một câu nói là phải chể chửi một câu. Thì cái vị Phật tử này thông dịch suốt một tháng đó. Một hôm cô đang lái xe thì cái người kia lái ẩu quá, cho nên xém chút nữa đụng cô. Thì cô liền chửi bằng cái câu đó. Chửi xong cô giật mình, cô nói: trời đất, hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình chửi câu này, mà tại sao bữa nay mình lại biết chửi? Thì cô giật mình, cô nói: à, thì ra một tháng nay mình gần với cái người thường chửi. Như vậy á, thì mình chúng ta phải biết á, con người của chúng ta nó dễ huân lắm. Nhưng mà hễ huân cái tu thì gọi là huân tu, mà hễ huân cái ác thì gọi là huân ác. Gần đâu nhiễm đó. Cho nên tại sao hằng ngày chúng ta phải tìm hình ảnh của Phật để huân cái hình ảnh đẹp ở trong lòng? Tại sao hằng ngày chúng ta phải nghe pháp tụng kinh để
để cái tâm thức mình nó huân cái lành thiện. Cũng như vậy, cho nên cái người mà chửi thề nhiều khi bản thân họ có, nhiều họ gần họ chửi. Bây giờ mình khuyên không có được, nhưng mà nếu có khuyên thì khuyên đúng lúc. Có một lần có một chú nhỏ đi học về nói bậy mà Pháp Hòa không có hiểu cái chữ đó, thì mấy anh lớn mét lại, thì Pháp Hòa kêu lên, Pháp Hòa nói như thế này: nếu hôm nào thầy lấy một cái chén, thầy để một chén cơm sạch và một cái chén rác thì con ăn cái nào? Chú mới nói: dạ con ăn chén cơm sạch. Hỏi tại sao con không ăn rác? Nói tại vì rác nó dơ. Pháp Hòa nói cũng như vậy, con ăn con biết lựa cái món ngon món sạch con ăn thì nói không được nói bậy. Vì khi ăn mà con biết lựa cái ngon con ăn thì tại sao con nói lại nói tầm bậy? Vậy là học đúng. Ăn ngon, biết ăn ngon, thích ăn ngon, muốn ăn ngon thì phải nói lời lành, lời tốt. Thật sự ra thì mình nói cho nó đúng lúc thì có thể hy vọng giảng dạy được cho con cháu mình đôi phần. Thì đó là cái kinh nghiệm Pháp Hòa chút để thưa đại chúng thôi. Và hàng ngày quý vị cũng khởi niệm lành cho con cháu. Nữa hả? Giờ trả bao nhiêu mà. Có cái ông đó, ổng được người ta mời tới đi tụng kinh. Rồi cái thì ổng mới ra giá, ổng nói tụng tôi tụng tới 5,000 lận nha. Rồi cái người đó nói: dạ thưa thầy, nhà con nghèo quá, thầy bớt được không? Ông thầy cũng nói: vậy thôi bớt cho 2,000 còn 3,000. Rồi đi vô trong cái chỗ tụng đó, cái ổng gấp quá, ổng đi cái ổng quên mang kinh, ổng ôm nhầm cuốn lịch. Rồi vô dở ra đâu biết gì đâu, tụng cái Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Ổng tụng tới tháng 12, ổng xây qua, ổng thấy đứa đệ tử mất tiêu. Ổng hỏi cái bà thí chủ: ông thấy đệ tử tôi đâu rồi? Nói: dạ bạch thầy, nó đi hồi tháng 6. Rồi xong rồi cái ông tụng ấy: nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Ông nói: trời ơi thầy ơi, con nghe người ta thường tụng đi Tây Phương mà sao lại tụng đi Tây Ninh? Ông nói: xì, có 3,000 rồi đi Tây Phương. Kính thưa thầy, khi nói chuyện với mẹ con thường hay hồ hởi vui mừng khoe khen rằng anh chị bây giờ đi làm bánh lớn một chút nên hơi dư giả mua sắm. Anh chị đây là anh là chị và anh rể con biết kiếp này mình gian lận thì kiếp sau sẽ phải trả, hay ngay kiếp này chính con cái của anh chị phải trả. Xin thầy chỉ dạy làm sao con có thể nói để chỉ rõ cho mẹ và anh chị con hiểu thấu về vấn đề này và hướng về Phật Pháp khi xử lý các chuyện đời. Cái tâm niệm của mình đó, mong mỗi người thân mình đi trên đường lành, nghĩ được điều chánh là điều tốt. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa đủ cái phước duyên để chúng ta làm việc đó. Cái phước là đúng thời, cái duyên là đúng lúc. Cái phước là chúng ta nói là người ta nghe, cái duyên là gặp đúng lúc chúng ta nói. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ cái người đó làm một hồi thì có thể bị lường gạt một lúc nào đó. Chẳng hạn như đi mua đồ gọi làm gì đó, bánh lới đi, về cái dở ra không phải là cái đồ tốt, thì người kia mới tức, mới: trời ơi tôi đi mua mà nó lường gạt tôi. Thì ngay giây phút đó mình cũng có thể mình nói không? Ở đời mà cao nhân tất hữu, cao nhân trị, thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời.
mình lường gạt được người này, nhưng mà người khác cũng lường gạt lại mình. Nhưng mà thật sự ra những cái chuyện đó phải đúng lúc mình nói người ta mới hiểu. Còn bình thường mình kêu lại mình nói, người ta sẽ nghĩ rằng mình sao? Mình dạy đời, mình nói đạo lý, nhiều khi ta không lắng nghe đâu. Không, hoặc là mình nói riêng với mẹ thôi, nhưng mà cũng đừng nói chuyện nhân quả Phật Pháp. Không cần phải nói cái đó. Mình chỉ khuyên theo cái hiểu biết thánh thiện của mình, đừng đem những người như vậy, người ta không thích nghe Phật Pháp. Đừng nói hai chuyện nhân quả, đừng nói kiếp này, kiếp sau gì hết. Người ta không sẵn lòng người ta nghe đâu. Mà mình chỉ nói với người ta rằng mình sống ở đời chỉ mong đừng lường gạt ai, và người sẽ không lường gạt lại mình. Quý vị biết ở bên Nhật á, nó có những cái vùng bán rau cải, mà cái cách bán bên đó là như thế này. Người ta trồng cải ra đó, cái người ta để trên bàn. Ở đây người ta để cái hộp tiền. Người ta nói cải này mỗi bó 100, quý vị lấy thì bỏ tiền vào hộp, không cần ai đứng đó hết. Bên Nhật Bản có những vùng mà mua thức ăn là không có thối tiền, mà không có đứng bán gì hết, vì người ta đặt cái tín dụng lên trên. Mình tới mình lấy bó cải là 100 đồng thôi, nếu mình không có 100 đồng mà mình bỏ 50 thì họ cũng không biết. Hoặc là bây giờ mình không có giấy 100 mà mình có tờ 500, mình cho họ luôn, họ cũng không có tiền, họ thối gì, không ai đứng đó hết. Và nguyên cái làng xóm đó ta sống bằng cách đó. Sáng ra là để một cái bàn cải gì đó và một cái hộp tiền để ta bỏ vô thôi, không có người đứng thối. Cho quý vị thấy không, mặc dù đất nước của người ta nhỏ, nhưng mà cái hiểu biết của con người ở đó rất cao. Tại sao vậy? Vì người ta ý thức từng cái cuộc sống của người ta. Vừa rồi ở đây bị bão ở New York ấy, vì đổ bình xăng mà móc súng bắn người. Mà trong khi đó bên Nhật Bản ấy, thì người ta sắp hàng thứ tự để lấy từng phần ăn. Quý vị đi xe lửa, xe bus trên xe, cái bóp tiền mình để quên, 3 tiếng sau trở lại bóp vẫn nằm đó, không ai đụng vô của mình. Và lỡ người ta có nhặt được, ta đem tới những cái chỗ bán vé, ta để đó, lát mình tới mình xin lại. Đoàn đi mấy chục người mà đi ngang qua cái cổng xót vé, chỉ cần nói cho họ biết bao nhiêu người, họ cầm cái cọc vé, họ rẹt một cái, họ không cần đếm và không cần check tên, vì luôn luôn người ta đặt cái tín dụng lên trên. Và con người mình sống, mình thường lường gạt người thì trước sau gì thì mình cũng sẽ gặp một cái quả là người khác lường gạt lại mình. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Còn bây giờ chúng ta chưa đủ năng lực, phước lực, đạo lực, sức lực để chúng ta khuyến hóa người ta. Nhưng chúng ta có một cái, đó là tâm lực. Cái tâm lực của mình muốn chuyển hóa gia đình, nhưng sức lực không có, năng lực không có, đạo lực không có. Chúng ta cứ tu chân chánh, niệm Phật tụng kinh, hồi hướng cầu nguyện cho người thân để họ chuyển tâm, vì tâm mình mỗi ngày muốn chuyển họ. Quý vị lén chút nữa được không? Lén một chút nữa lúc ngày. Kính bạch thầy, con có nghe nói là chùa thầy ở Canada có nơi cho người già cô đơn ở để nương nhờ nơi cửa Phật lúc cuối đời, không biết có đúng không? Nếu đúng thì xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ thêm điều kiện như thế nào, chúng con phải làm sao để có thể nương nhờ cho chính bản thân mình hoặc những người thân. Kính thưa đại chúng, ở bên đó có một cái nhà dưỡng lão của người Việt Nam, nhưng mà không phải là cái chỗ để cho những người cô đơn qua đó ở. Nhưng mà có điều là bởi vì ở đây chúng ta đều được lãnh cái tiền già, rồi thay vì mình đi ở những cái nơi mà của người ngoại quốc thì mình không nói tiếng Việt, mình không có cơ hội mình sinh hoạt, nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, tụng niệm vân vân, thì lấy cái tiền đó thay vì mình đóng chỗ khác, thì bây giờ mình vô đây mình ở, mình cũng đóng tiền cho người ta.
để ta lấy cái tiền đó, ta trả tiền điện, tiền nước, người ta trả cho nhân viên phục vụ cho mình. Nhưng mà mình được một cái cơ hội là mỗi ngày hai thời kinh, buổi sáng 9 giờ, buổi chiều 7 giờ, và sinh hoạt với người Việt, ăn đồ Việt, nói tiếng Việt, và đi chùa hay là lên trên chánh điện ở trên đầu để niệm Phật thôi, chứ không có nghĩa là lãnh tiền già rồi bỏ túi rồi vô đó ở không. Vì mình ở trong đó người ta phải rất, người ta phải trả tiền tất rất nhiều trong cái cơ sở đó. Chẳng hạn người ta mượn tiền chính phủ người ta xây. Ví dụ bây giờ cái nhà dưỡng lão đó là còn nợ 17 triệu. Đó là chưa tính hàng tháng trả tiền điện, tiền nước. Quý vị tưởng tượng 17 triệu thì một tháng nó trả bao nhiêu? Phải không? Bây giờ ai cũng vô trong đó ở mà không có sự đóng góp thì tiền đâu người ta trả. Cho nên thay vì mình trả cho những cơ quan nhà dưỡng lão người Mỹ, thì bây giờ mình vô đó ở mình trả cho người già, cho cái cơ sở đó, để ta tiếp tục ta lo cho mình thế thôi. Chứ không phải cái chỗ từ thiện gọi là vô đó ở không có trả tiền và cô đơn và neo đơn, không phải vậy. Và ở trong đó người ta phục vụ mình có hai dạng. Nếu mình đủ sức tự mình lo mình thì mình chỉ lấy một phòng, mình tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, tự đi chợ. Còn nếu mình già, mình nấu không được nữa thì mình xuống cái dạng thứ nhì, là người ta chăm sóc cho mình ngày 6 bữa ăn. Một ngày ăn 6 bữa. Đừng lo mập. Tại vì ăn theo công thức. Ở một người nào mà được chính phủ cấp tiền để vua đó ở đó, là phải qua chính phủ hết. Chính phủ duyệt xét cái điều kiện của mình đủ không. Ví dụ bây giờ cái người đó tiểu đường mà điều kiện đủ vô đó, chính phủ chuyển hồ sơ qua đó, chuyển mình qua đó. Rồi mỗi ngày phải ăn theo liều lượng, bao nhiêu đường mỗi bữa ăn, bao nhiêu chất đạm vân vân. Cho nên 100 người ăn là 100 kiểu, không có người nào ăn giống nhau hết. Mà nhân viên nó phải trả cho họ. Y tá là một ngày 3 ca. Một ngày 3 ca tại vì một người làm 8 tiếng. Phải không? Thì một đêm như vậy họ đi kiểm vòng vòng 3 lần. Sợ mình nửa đêm mình bệnh hoạn như thế nào. Rồi mình uống thuốc thì người ta là người chăm sóc thuốc men cho mình. Cho nên tất cả từ một người dọn dẹp, dọn phòng, lau nhà, rửa chén, nấu ăn, tất cả đều phải trả tiền cho họ. Thì cái cơ sở đó phải có sự đóng góp để mà người ta. Mà hơn nữa chính phủ cho mình tiền để mình sống như vậy, có phải không? Dân Canada đó, người già bây giờ nó trung bình lãnh mỗi tháng 1.500. Người nào tệ lắm cũng 1.000+. Và quý vị biết không, ở trong chỗ đó tự túc trả 850 một tháng. Mỗi năm được đi về Việt Nam 6 tháng. Bắt đầu từ tháng này còn lại có 3 thôi. Cho nên đừng đi đâu hết, ở lại đi, Obama nuôi. Con bác Phật tử ra chùa vui lắm, hỏi bác khỏe không, sao về sớm vậy? Nó không được, con trai con nó gọi. Hỏi con trai là ai? Nói dạ Obama. Rồi Obama nuôi hàng tháng. Nói hết là hết, nói chết là hết nợ đời, mà người đời lại nói chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Ý cái câu này hỏi là mâu thuẫn, tức là chết là hết thì tại sao lại chúc nhau sống lâu trăm tuổi? Thưa, chúc thì cứ chúc mà có ai sống đâu lo. Cho nên cái chuyện lịch sự thì ta chúc, còn cái chuyện mình sống được hay không là cái chuyện phước đức của mình. Không, nhưng mà không lẽ là gặp mình nó chúc chị mau chết. Chữ chết thì sao? Phải không? Cho nên cái người ta chúc thì ta cứ chúc, còn mình được hưởng hay không là cái phước của mình. Thôi câu hỏi cuối ha. Kính bạch thầy, kính mong thầy hoan hỷ. Người tu thiền mong nhập vào cảnh giới Niết Bàn, còn người tu tịnh độ thì mong về Tây Phương. Vậy cảnh giới Tây Phương và Niết Bàn hơn kém như thế nào?
kính xong thầy chỉ rõ Niết Bàn là USA, Tây Phương là Canada, The Sam. Xin thưa đại chúng, như thế này, hồi nãy Pháp Hòa có giải chữ tịnh độ đó. Tịnh độ là quốc độ an tịnh, còn Niết Bàn là cái cảnh bình lặng của tâm. Như vậy thì tịnh độ và Niết Bàn không có khác. Niết Bàn không phải là cái chốn nào để mình tới, mà Niết Bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình bình lặng là chừng đó có Niết Bàn. Còn tâm mình giận dữ tức tối là nát bàn. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chốn. Niết Bàn là trạng thái của tâm. Tịnh độ cũng vậy. Cái chỗ tịnh độ mà mình muốn đi tới đó là cái chỗ mình sẽ tới. Nhưng không có nghĩa là bây giờ trong lòng mình không có tịnh độ. Bởi vì hai cái đó nó phải tương đồng. Tâm mình tịnh thì cái cõi tịnh nó mới hiện. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ chỗ này là vui vẻ, nhưng mà quý vị đang không có vui, thì quý vị ở đây nhưng mà tâm hồn nó không có sao? Nó không có tương xứng. Vì lòng mình không vui cho nên ở cõi này nó không vui. Cho nên tịnh độ và tịnh độ hay là Niết Bàn chỉ là hai cái danh từ. Ví dụ là nói tôi tu đến một ngày là nói tôi về tịnh độ. Còn người kia nói tôi tu đến một ngày tôi về Niết Bàn. Về tịnh độ là ngồi yên niệm Phật, tĩnh lặng tâm đó. Giây phút đó là giây phút trở về tịnh độ. Còn người tu thiền ta ngồi lặng lẽ, ta suốt biết từng hơi thở, từng tư tưởng ta khởi. Một cái niệm khởi lên ta biết, không theo chạy trở về với hơi thở, với giây phút hiện tại, trở về với Niết Bàn. Mình thì bên kia trở về với tịnh độ. Bên nào cũng lãnh lương của chính phủ hết. Canada cũng được hưởng mà Mỹ cũng được hưởng. Miễn làm sao đúng quality là được. Ở đây đủ 10 năm, còn qua đây có thẻ xanh, ở đủ 5 năm thi quốc tịch đậu có thẻ. Phải không? Mỗi một quốc độ người ta có điều kiện để có. Cũng như thế, tịnh độ hay Niết Bàn là điều kiện. Cái điều kiện của chúng ta là chúng ta có sẵn sàng chuẩn bị cho mình tịnh độ chưa. Có một bà cụ nọ quỳ dưới chân Phật, bạch thầy, bạch Đức Thế Tôn, Di Đà Từ Phụ, con nguyện cho con đau một giây chết một giờ, vãng sanh về cõi Phật. Chú tiểu đứng sau nó về chuẩn bị đi, đi liền. Bà vừa nghe dứt bà nói dạ dạ con quên, con chưa nấu cơm. Tức là mình muốn đi liền, nhưng mà nghe đi liền đó là dứt mình nó dạ khoan đợi con chứ. Để ý coi chứ. Ví dụ bữa nào ha, mình hẹn với ai tới chở đi chùa đó, cái ta phone ta nói bác ơi bác xong chưa. Trời ơi bác xong rồi, bác chờ con nãy giờ nè. Xe đậu tới ra tới, ô quên quên, bác quên cái kiến. Tức là nãy giờ cái gì cũng xong hết, mà tới hồi chuẩn bị lên đường thì còn quên một chút. Có phải không? Thì bây giờ cũng như vậy. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được đi tịnh độ. Ở đây chị mới nói rằng trước khi muốn về cõi tịnh độ, mình phải chuẩn bị một hành trang tịnh độ cho mình. Cũng giống như người muốn đi xa phải có đầy đủ passport, hộ chiếu, có đầy đủ những hành trang thì mới đi được. Cho nên á, bất cứ một cái gì nó cũng có cái điều kiện. Giống như người sắp sửa qua sống nước ngoài thì phải học cái cách của nước ngoài. Ở đây hồi đó mình mới qua, nó có cái lớp là dạy cho mình đời sống Mỹ đó. Có phải không? Thì bây giờ mình đang học đời sống Tây Phương tịnh độ. Mình học cái đời sống đó đi. Ở cõi Tây Phương
vui vẻ an lạc bốn mùa, bốn mùa. Các bạn hát đó, quý vị nhớ cái bài xưa mình hát, nhớ thở xưa kia non nước an lạc thái bình, ai thái bình. Có một cô mì nương tuổi xuân vừa lên tới tám, ôi xinh tươi như hoa, đẹp như bông hoa vậy đó ha. Bây giờ sửa lại, mở cửa tây phương cho các nhân loại đi về, đi đi về. Đi lên trên tây phương, đi lên trên tây phương, đầy hương mùi hoa thơm ngát. Ở chi nơi đây, ở chi nơi đây, nở trồng dấn dương, nở trồng dấn dương. Nhưng mà mình đi về tây phương mà lại là không có vấn vương. Nhưng mà chúng ta hiện đời chúng ta còn vương vấn rất nhiều. Pháp Hòa nói một cái nhỏ, cái này không có phải là nói cái lỗi, nhưng mà để thấy được cái tâm niệm của mình, để rồi mình biết là mình còn cái đó là bởi vì sao mà chúng ta không có ứng được. Thí dụ bây giờ mình muốn, con muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình hiểu cái đó, mình muốn hiểu, mình đi cho rộng rang. Và thí dụ lỡ con mình mà nó không thăm mình chút là mình buồn rồi. Lỡ con mà đối xử với mình chút gì là mình giận, mình buồn nó rồi. Phải tập cái tâm buông xả cái đó nữa. Con nó nhớ tới mình, nó thăm, ổn. Không nhớ cũng không sao, vì mình cứ thông cảm cho con. Con cái có đời sống của nó, có gia đình của nó. Đôi khi nó không có thì giờ nó đi thăm mình thường. Thôi nó tới mình còn bận rộn, có thì giờ niệm Phật nó làm cái gì. Nhiều khi mình phải nghĩ một cách khác, để thật sự lòng mình không còn vấn vương. Một mặt thì muốn đi Tây Phương, mà con cái đối xử cái gì nghịch nghịch chút là mình đã buồn trách rồi, thì làm sao mình đi Tây Phương được. Thậm chí bây giờ tiền già mà ăn mà có dư là không có bố thí đâu, để dành, để dành cho con cho cháu. Cho nên người già của người mình á sống ít hạnh phúc hơn người già Mỹ. Quý vị vô nhà dưỡng lão Mỹ, quý vị thấy mấy bà già Mỹ sống rất thoải mái, vì họ quan niệm con cái lớn, họ có đời sống của họ. Bây giờ tôi già, chính phủ nuôi tôi enjoy. Còn người của mình là không có vậy, cất này chút nhét chỗ kia chút, cho đứa này cho đứa nọ. Mà cái đứa mình thương nhiều hơn mà nó không thương mình nhiều hơn là bắt đầu buồn rồi. Thành nữ cái không phải cái tội, nhưng mà mình thấy được cái tâm niệm của mình. Vậy thôi, để rồi tại sao chúng ta không tương ứng với tịnh độ? Chúng ta không tương ứng được với tịnh độ là tại vì lòng mình chưa có tịnh độ. Mặc dù hàng ngày mình muốn đi tịnh độ, nhưng mà cái cách của mình chưa có buông bỏ để đi đến chỗ tịnh độ. Cho nên nhiều khi á, có cuộc đời mình có những cái gì đó, mình phải quán chiếu trở lại. Phải buông xả như vậy mới được. Cho nên ở đây là có đôi lúc Pháp Hòa nói những cái rất thật, nhưng mà không phải nói để rồi gọi là tội lỗi hay chỉ trích. Nhưng Pháp Hòa nói cái sự thật để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại những cái thật mà chúng ta đang sống, để tại sao chúng ta không tương ứng với nó. Ví dụ nói trời ơi bây giờ sao tôi không nhớ gì hết, đọc kinh tôi không nhớ. Bởi vì mình có đâu, mình cứ nhớ cái khác. Có cái bán đó bây giờ lẫn rồi, không nhớ cái gì hết rồi. Mà nhớ tên một đứa con trai thôi. Cúng dỗ trong gia đình đó, mà bày ra mà con trai chưa về cái lời xin lỗi. Ông bà xin lỗi, con trai con nó bận, nó về không kịp, ông bà tha tội. Mà đối với những người con gái là không có coi ra gì hết. Vì bà mang một cái tâm niệm là một đứa con trai bằng 10 đứa con gái, cho nên tâm không có xả được. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng xin thưa là Pháp Hòa biết là phần lớn là quý vị tu tịnh độ. Cho nên câu hỏi suốt mấy ngày nay là liên quan tới tịnh độ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói là lý do nào lòng mình chưa tương ưng với tịnh độ là đôi lúc chúng ta còn vướng vướng chút, chưa có thật tịnh độ. Cho nên hàng ngày đó, quý vị nhớ cái bài kệ không? Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ nó. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì,
mình muốn đi tới cõi cực lạc nhanh như vậy, chỉ cần một cái duỗi tay thôi là mình đã đến cõi đó rồi. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Mình muốn như vậy thì hàng ngày tâm niệm của mình phải làm sao tịnh độ. Ai nói cái gì mình vướng chút không biết, đây là vướng nè. Niệm Phật mà còn nhớ lắm, hồi trưa nó nói câu đó, bây giờ xả đi là mình có tịnh độ. Thật sự cái đó không phải lý thuyết, mà đó là thực hành. Đó là nếu chúng ta không làm được, chúng ta không làm thì chúng ta không thấy được tịnh độ làm sao. Cho nên nó có một cái ngày nọ, có một vị thanh niên lên nói Pháp Hòa một câu như thế này: bây giờ con mới hiểu được thế nào là cái câu không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi tâm hồn tĩnh lặng. Vì trong bao nhiêu năm qua, chú này, anh này sống trong đau khổ, trong rất là rối ren. Một ngày nọ khi buông xả được tất cả hết, không còn vướng bận một cái gì nữa hết, thì anh thấy an lạc vô cùng. Và bây giờ tự anh nói lên, anh nói bây giờ con mới thấm cái câu không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc tĩnh lặng tâm hồn. Cho nên tịnh độ không phải là chúng ta nói hai chữ tịnh độ, mà thật sự khi tâm mình buông bỏ được và cảm nhận được niềm tịnh lạc khi mình an ổn một mình. Hôm nào quý vị ở nhà một mình mà quý vị không có cái ý là muốn phone cho người ta để nói chuyện cho vui, muốn kêu người này tới chơi với mình, mà mình rất là thích ở cái cảnh yên tĩnh một mình đó, giây phút đó là bắt đầu mình biết là mình có tịnh độ rồi đó. Còn nhiều khi ở nhà mình chịu nói, bước vô nhà là cái tay mình bật cái tivi lên cho nó nói. Nhiều khi mình đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà mình thích nghe cái tiếng ồn ồn. Không có ai hết, mình phone người này người kia để nói chuyện cho vui. Thậm chí mình nấu ăn, mình bày ra rồi mình kêu người này người tới ăn cho vui. Cái đó không có xấu, nhưng mà mình biết là mình chưa có chịu được cái cảnh yên tĩnh. Lên tịnh độ nó buồn muốn chết. Đâu có bài tôi sắc đâu đấy. Đâu có mấy cái thế gian này đâu. Không? Cho nên ở đây mà chỉ muốn xin thưa với đại chúng như vậy thôi. Khi nào trong lòng quý vị thật sự có sự bình an thì giây phút đó quý vị tĩnh lặng. Thôi thì hết giờ rồi. Con Hòa xin dừng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, thì Pháp Hòa cũng xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý Phật tử ở đây, nhất là quý vị trong ban tổ chức đã hết lòng tổ chức một cái buổi sinh hoạt hai ngày như thế này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị sai lầm đã chịu khó đến đây thăm viếng và sinh hoạt với Pháp Hòa trong hai ngày qua. Cầu chúc cho quý vị thân tâm được an lạc, gia đình được bình an. Và một lần nữa, nếu trong thời gian Pháp Hòa chia sẻ có điều gì sơ sót, kính mong quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Hoàn mãn chương trình hai ngày tu học năm 2012. Bây giờ đây xin đại chúng đồng chắp tay để chúng ta cùng bài hồi hướng. Tamanda Mauda Nam Abhadra De Hada Sata Nam Nam Dakin Pa Ankeke Ke